Hôm nay thì mình sẽ học sang bài số 4 và số 5. Đấy thì hai bài này trong sách thì họ tách ra làm hai, thì mình gộp chung lại thành một luôn. Tại vì hai bài này thì đều nói tới một cái báo cáo. Đấy là cái báo cáo về dòng tiền. Đấy thì những buổi hôm trước thì đã học về hai cái báo cáo là cái income statement với cả cái balance sheet xong rồi. Đấy thì hôm nay sẽ học sang cái số 3 là về dòng tiền. Phần 1 la mã là phần nói về cái thành phần của cái báo cáo dòng tiền ấy. Đấy, thì như những cái bài đầu tiên được học thì mình có nói là các dòng tiền của công ty họ sẽ phân ra làm 3 nhóm. Operating là cái dòng tiền kinh doanh, investing là dòng tiền đầu tư và financing là dòng tiền tài chính. Đấy, thì phần này thì sẽ đi vào kỹ hơn để xem là ba cái nhóm dòng tiền đấy thì thường là sẽ có những cái hoạt động gì nó sinh ra những cái dòng tiền này. Thứ nhất đấy là operating cash flows. Cái này thì hay được viết tắt là CFO. Thì những cái hoạt động mà sinh ra cái dòng tiền CFO ấy là những cái hoạt động kinh doanh sản xuất hàng ngày để mà tạo ra doanh thu cho một công ty. Đấy, thì một số những cái ví dụ cho phần CFO nhá. Đấy, thứ nhất đấy là những cái khoản tiền thu được từ việc bán hàng này, cũng như những cái khoản tiền thu được từ việc là khách hàng họ trả sau. Thế thì khi mà bán hàng hoặc cung cấp dịch vụ thì hoặc là khách hàng họ sẽ thanh toán luôn hoặc là họ sẽ trả sau ấy. Đấy, thì những cái dòng tiền như thế đã đều là CFO. Thứ hai đấy là những cái dòng tiền trả ra cho những cái khoản đấy là mua hàng tồn kho này, trả lương, trả thuế, một số các chi phí hoạt động khác, cũng như là những cái khoản tiền trả sau khi mà mua hàng hóa nguyên vật liệu. Và thứ ba đó là những cái dòng tiền liên quan tới việc là liên quan tới việc mua bán những cái chứng khoán kinh doanh, gọi là dealing hay là trading securities. Đấy, phần này thì cũng đã được nói đến ở các buổi trước. Đấy, các cái loại chứng khoán tài sản tài chính ấy thì có chia ra làm hai nhóm, đấy là trading và non trading. Trading là chứng khoán kinh doanh này, non trading là chứng khoán đầu tư ấy. Thì trading securities, chứng khoán kinh doanh thì cái dòng tiền nó cũng sẽ là dòng tiền kinh doanh là CFO. Còn chứng khoán đầu tư là non trading thì là dòng tiền đầu tư thì là CFI. Sang tới nhóm thứ hai, investing hay là viết tắt là CFI. Thì những hoạt động mà sinh ra dòng tiền là đầu tư ấy, thì liên quan tới việc là mua bán tài sản dài hạn cũng như là các khoản đầu tư dài hạn khác. Đấy, thì ví dụ đó là tiền nhận được hoặc là trả ra từ việc mua bán các loại chứng khoán đầu tư này. Đấy, tài sản cố định là PPE này, tài sản vô hình intangible này, với cả một số cái tài sản dài hạn khác. Sang nhóm thứ ba là cái dòng tiền tài chính là CFF. Thì tài chính ở đây là những cái hoạt động liên quan tới việc là xin vốn cũng như là hoàn trả lại vốn cho nhà đầu tư ấy. Thì phần này thì về cấu trúc vốn thì buổi trước cũng có nói, đấy là có ba cái nguồn vốn chính là debt là đi vay này, preferred stock đấy là phát hành ra cổ phiếu ưu đãi, với cả common stock là phát hành ra cổ phiếu thường. Thì những cái dòng tiền nào liên quan tới việc xin những cái nguồn vốn đấy cũng như là hoàn trả lại những cái nguồn vốn đó ấy, thì đều là CFF. Rồi, thì ví dụ nhá, đấy là tiền nhận được từ việc phát hành ra cổ phiếu hoặc trái phiếu này. Đấy, hoặc là tiền nhận được từ việc là đi vay ngân hàng chẳng hạn. Và thứ hai, ngược lại, đó là những cái tiền phải trả ra để mà mua lại cổ phiếu từ cổ đông hoặc là để trả nợ ấy, đấy trả nợ trái phiếu hoặc là trả các khoản nợ khác. Thì vậy là xong được ba cái nhóm dòng tiền. Ngoài ra ấy, còn một cái nhóm thứ tư nữa. Thì nhóm thứ tư này không phải là một nhóm dòng tiền đâu, mà họ nói về những cái khoản gọi là non cash, tức là nó không dính tới tiền, nó không phát sinh ra tiền ấy. Đấy. Thì những cái hoạt động nào mà là non cash ấy,
Thì nếu như mà nó có cái mức trọng độ trọng yếu cao, nó đủ quan trọng ấy, significant ấy, thì họ vẫn sẽ phải cung cấp thông tin. Đấy, nhưng họ sẽ không cung cấp thông tin ở trên cái báo cáo dòng tiền, mà họ sẽ cung cấp ở một cái phần như kiểu là phụ lục ấy, một cái supplemental note đi kèm với cả cái báo cáo dòng tiền. Thì một số những cái hoạt động non-cash mà tiêu biểu ấy, thì là thứ nhất đấy là trao đổi tài sản. Đấy, thì trao đổi tài sản ở đây có nghĩa là thay vì việc là mình bán một cái tài sản để nhận được tiền hoặc là bỏ tiền ra để mua một cái tài sản mới, thì có thể là hai công ty họ trao đổi hai cái tài sản cố định cho nhau chẳng hạn. Đấy, thì khi đó thì sẽ không phát sinh ra dòng tiền ấy, nhưng mà nó cũng là có thể là một cái giao dịch có độ quan trọng cao ấy. Thứ hai đấy là stock dividends, tức là trả cổ tức bằng cổ phiếu. Đấy, thông thường thì cổ tức hay là trả bằng tiền mặt thì là có phát sinh ra dòng tiền. Đấy, nhưng nếu mà trả bằng cổ phiếu, có nghĩa là số lượng cổ phiếu mà các cổ đông đang nắm giữ nó sẽ tăng lên ý, thì nó không sinh ra tiền. Thứ ba là conversion of convertible bonds, thì phần này đấy là những cái nhà đầu tư mà họ cầm những cái convertible bond thì họ thực hiện cái quyền chuyển đổi để mà chuyển sang thành stock, thành cổ phiếu ấy. Đấy, thì khi đó thì cũng không sinh ra tiền. Đấy, phần này thì mục tiêu đấy là mọi người làm quen là có một số những cái hoạt động thường thấy thì nó sẽ được phân loại vào nhóm dòng tiền nào ấy. Thì tất nhiên là cái bảng này nó không thể gọi là cover được hết tất cả những cái hoạt động có thể xảy ra ấy. Đấy, nhưng mà những cái liệt kê ở đây là những cái hay gặp nhất, và mọi người làm bài tập thì hầu hết nó sẽ nằm trong cái bảng này. Sang phần số 2 la mã ở trang tiếp theo, đó là cái sự giống nhau cũng như khác nhau về hai chuẩn mực IFRS và US GAAP về cái báo cáo dòng tiền ấy. Thì giờ mình sẽ so sánh hai chuẩn mực này dựa trên hai tiêu chí. Tiêu chí thứ nhất đấy là về việc phân loại dòng tiền, và tiêu chí thứ hai đó là cái cấu trúc của cái báo cáo dòng tiền. Thì về tiêu chí thứ nhất, phân loại dòng tiền ấy, thì sẽ có 6 cái khoản sau là hai chuẩn mực họ làm khác nhau. Thì trong 6 thứ này nhá, thì mình sẽ tạm chia ra là 4 cái đầu tiên là một nhóm này, và 2 cái còn lại là một nhóm thứ hai. Giờ mình sẽ nói về cái nhóm đầu tiên trước, là cái nhóm gồm 4 cái phía trên ấy. Thì 4 cái khoản phía trên này nhớ, nếu mọi người đọc tên mọi người thấy là interest received này, là lãi nhận được từ việc là mình đầu tư, mình cho bên khác vay này. Interest paid thì là ngược lại, lãi mình phải trả ra bởi vì là mình vay bên khác. Dividends received thì là cổ tức mình nhận được từ việc là mình mua cổ phần của bên khác. Còn dividends paid thì là ngược lại, là cổ tức phải trả tại vì là mình phát hành ra cổ phần, tức là mình bán cổ phần cho cổ đông của chính công ty đó ấy. Thế tóm lại 4 khoản này nhớ, thì nó hoặc là interest hoặc là dividend. Đấy, xong rồi nó cũng có hai chiều là mình nhận về hoặc là mình trả ra ấy. Thì hai chuẩn mực họ xử lý 4 cái khoản này khác nhau, thì cách nhớ là như sau nhá. Mình sẽ nói về US GAAP trước. US GAAP ấy, thì riêng dividend paid ấy sẽ là CFF. Đấy, còn lại 3 cái kia sẽ là CFO. Đấy, như mọi người thấy đó là chỉ có đúng một thứ phân loại là financing của US GAAP cho 4 cái này thôi, đó là dividend paid. Đấy, còn 4 khoản phía trên thì đều là CFO cả. Thế nhá, cái này thì mọi người phải học thuộc. Đấy, là US GAAP họ làm như vậy. Còn bây giờ sang tới bên IFRS. IFRS ấy, thì thông thường thì IFRS sẽ linh hoạt hơn là US GAAP. Đấy. Và cụ thể ở đây ấy, thì họ linh hoạt hơn ở chỗ là họ sẽ cho phép và được lựa chọn một trong hai cách phân loại. Đấy. Thì để mà nhớ được là thế thì hai cái lựa chọn mà IFRS họ đưa ra để chọn ấy, nó như thế nào ấy, thì mọi người làm như sau nhá. Đầu tiên này là mọi người nhìn vào hai cái khoản mà công ty này họ sẽ nhận về ấy. Đấy là interest received với cả dividends received ấy. Đấy, mình sẽ gạch chân màu đỏ nhá, là cái số 1 và cái số 3 ấy. Thì hai cái khoản này thì nó giống nhau ở chỗ đó là nó đều là những cái khoản thu nhập nhận được từ việc là mình đầu tư vào một chỗ khác. Đấy, bởi vậy cho nên là IFRS họ sẽ cho phép phân loại hoặc là coi như nó là hoạt động kinh doanh là CFO này.
Nhưng mà hoặc là cũng có thể là cho vào hoạt động đầu tư là CFI. Đấy, tức là hoặc là CFO hoặc là CFI. Đấy, thì nó là CFI bởi vì là đây là những cái dòng tiền mà sinh ra từ việc đầu tư ấy, thì là CFI. Còn hai cái khoản còn lại nhá, đó là interest paid với cả dividends paid ấy. Thì hai cái này nó giống nhau ở chỗ đấy là nó đều là những cái khoản tiền mình phải trả ra tại vì là mình đi xin vốn từ nơi khác. Đấy. Thì bởi vậy nên là IFRS sẽ cho phép phân loại hoặc là CFO hoặc là CFF. Đấy, thế hoặc là hoạt động kinh doanh, nhưng mà hoặc là cũng có thể coi là hoạt động tài chính. Tại vì đây là những cái khoản tiền mình phải trả ra từ cái việc là mình financing ấy, là mình đi xin vốn ấy. Đấy, thì tóm lại như vậy nhá. US GAAP ấy thì sẽ có dividend paid là financing, còn lại là operating. Còn IFRS thì sẽ được phép chọn một trong hai. Đấy, thì một trong hai cái mình chọn ấy nó sẽ là hoặc là CFO hoặc là một thứ gì khác. Mà cái thứ gì khác đó ấy, nó sẽ phụ thuộc vào việc là cái dòng tiền là nó đến từ việc nó liên quan tới việc đầu tư hay là việc tài chính ấy. Đấy, thì đấy là mình dựa vào những cái đặc điểm đó để mà mình nhớ được bốn cái khoản này. Tiếp theo nhớ là hai cái khoản còn lại là bank overdraft với cả tax paid. Bank overdraft thì cái này nó có thể hiểu là cái hoạt động gọi là đi vay thấu chi của ngân hàng ấy. Có nghĩa là cứ hiểu đơn giản đấy là bây giờ một công ty họ có một cái tài khoản ngân hàng, xong họ được phép là họ tiêu cho cái số dư của cái tài khoản đấy nó là số âm ấy. Thế nếu mà tiêu cho cái số dư nó thành số âm thì nó giống như cái việc đi vay tiền đúng không? Thì sau này sẽ phải trả lại. Thì bank overdraft thì hai chuẩn mực họ làm khác nhau ở chỗ đấy là US GAAP ấy, thì coi như đây là đi vay nên phân loại là financing. Nhưng mà IFRS ấy, thì họ không coi đây là đi vay mà họ coi cái việc sử dụng bank overdraft ấy, nó giống như là tiền, nó tương đương tiền. Thì cái ý nghĩa của việc này là như sau nhá. Bạn cứ tưởng tượng như thế này này, cứ giả sử là cái tài khoản của mình nó đang là không đồng, xong rồi mình mới tiêu cho nó thành âm 200 đi. Đấy, từ 0 thành âm 200 nhá. Thì có phải là khi đó ấy, thì cái số dư nó từ 0 thành âm 200, nhưng mà bù lại thì tiền mặt của mình là sẽ tăng lên 200 đúng không? Rồi. Ở đây ấy, bởi vì là IFRS họ coi cái bank overdraft này nó là cash equivalent ấy, nên có thể hiểu là cash của mình thì tăng lên 200, nhưng cái khoản cash equivalent này nó lại giảm đi 200. Tức là tiền nó vừa giảm 200, nó vừa tăng 200 cùng lúc ý. Có nghĩa là tiền nó không thay đổi. Thế bởi vậy nên là cái bank overdraft này có thể coi như là nếu mà sử dụng ý, thì nó không ảnh hưởng tới dòng tiền. Thế thì họ coi nó là cash equivalent. Thì đó là về IFRS. Cái khoản còn lại là thuế nhá. Thuế thì nhìn chung là cả hai chuẩn mực sẽ đều phân loại là CFO, là operating. Đấy, nhưng mà khác ở chỗ ấy, đó là US GAAP thì tất cả những cái thuế phải trả đều là CFO hết. Còn IFRS ấy, thì phần lớn là CFO, nhưng mà sẽ có một số khoản đặc biệt thì có thể phân loại là CFI hoặc CFF. Đấy, những cái khoản đấy là cái gì nhá thì cũng không cần biết đâu. Đấy, họ cũng không nói chi tiết đi. Và sang phần số, cái sự khác biệt thứ hai của hai chuẩn mực, đấy là về cấu trúc của cái báo cáo dòng tiền này. Thì cái điểm giống nhau của hai chuẩn mực ấy, đó là hai chuẩn mực đều yêu cầu một công ty phải soạn ra cái báo cáo này hoặc là ở dạng trực tiếp hoặc ở dạng gián tiếp, direct và indirect. Và cả hai chuẩn mực đều khuyến khích là nên dùng phương pháp trực tiếp hơn. Thì đó là điểm giống nhau nhá. Có điểm khác nhau ấy, đấy là US GAAP thì họ yêu cầu thêm một thứ nữa. Đó là sẽ phải có một cái bản gọi là đối chiếu ấy, reconciliation. Thì đại loại cái bản này nó sẽ nêu ra những cái sự khác biệt giữa net income với cả CFO của cái kỳ vừa qua ấy. Đấy, đối chiếu cái số dư của hai khoản đó ấy. Đấy, thì cái bản reconciliation này là cái gì thì cũng không quan trọng nhá. Đấy, họ không dạy đến, không cần biết. Chỉ cần biết đó là US GAAP thì yêu cầu thêm cái đấy so với cả IFRS. Rồi mình sang đến phần số 3 la mã này. Phần 3 la mã là cái phần quan trọng nhất của cái bài này. Đó là phải soạn ra được cái báo cáo dòng tiền này. Thì soạn ra báo cáo này thì sẽ gồm 3 phần là CFO, CFI và CFF. Thì mình sẽ học về phần CFO trước.
Thì ở phía trên ấy, còn nói là cái báo cáo này thì có hai cách trình bày là trực tiếp và gián tiếp ấy. Thì cái cách trực tiếp và gián tiếp nó sẽ chỉ khác nhau ở phần CFO thôi. Còn phần CFI và CFF thì giống hệt nhau. Đấy, cho nên riêng phần CFO thì sẽ có hai kiểu trực tiếp và gián tiếp. Còn CFI và CFF thì nó chỉ có một kiểu thôi. Đúng không? Cái phần 1 nhỏ thì sẽ là soạn ra phần CFO bằng phương pháp trực tiếp. Phần này thì sẽ có... Trước khi nói tới phần này thì mình muốn nói qua với mọi người đó là cái nguyên tắc của hai phương pháp trực tiếp và gián tiếp là gì. Nhưng phải biết qua qua nó là cái gì trước thay vì việc là cứ cắm đầu vào làm ấy. Thì bản chất của hai phương pháp này là như sau nhá. Giờ này mình có một cái income statement. Mình sẽ có các loại doanh thu chi phí đúng không? Mình sẽ liệt kê ra những cái dấu chấm này đi. Xong mình sẽ tính ra được một cái hiệu là net income. Đúng. Thì những cái doanh thu và chi phí của cái income statement là được ghi nhận dựa trên một cái nguyên tắc gọi là kế toán dồn tích ấy, là accrual accounting, hay còn gọi là accrual basis. Thì phương pháp trực tiếp thì mục tiêu như sau. Mục tiêu phương pháp trực tiếp ấy, đó là sẽ chuyển những cái dòng của cái income statement từ dạng accrual sang thành dạng cash. Đấy, tức là từ cái dạng dồn tích sang thành dạng tiền ấy. Ví dụ nhá, với cái dòng đầu tiên của cái income statement đấy là net revenue đúng không? Net revenue. Thì giờ ấy, mình sẽ muốn đổi cái dòng này sang thành dạng tiền thay vì dạng là doanh thu theo kiểu dồn tích ấy. Tức là giờ mình sẽ muốn biến cái dòng này thành một cái dòng họ gọi là cash collected from customers. Đấy. Thì cái dòng cash collected này là một cái dòng mà được ghi nhận trên cơ sở là dòng tiền ý. Có thể hiểu nó là cash basis. Thế mục tiêu phương pháp trực tiếp nhá, là biến đổi những cái dòng của income statement từ accrual basis sang thành cash basis. Để ví dụ một dòng tiếp theo đi chẳng hạn, dòng ngay phía dưới net revenue ý, thì sẽ là cost of goods sold. Thì cost of goods sold mọi biết đó là cái chi phí của việc là mình tạo ra doanh thu đúng không? Cái chi phí của những cái món hàng mình bán ra hoặc là cái dịch vụ mình cung cấp ấy. Mình sẽ muốn chuyển cái dòng cost of goods sold này thành một cái dòng ở dạng tiền. Thế dòng đó họ gọi là cash paid to suppliers. Thế thì giờ cái mình quan tâm là tiền mình nhận về và tiền mình trả ra, chứ mình không quan tâm là doanh thu và chi phí là bao nhiêu nữa. Thì đó là mục tiêu của phương pháp trực tiếp. Thế sau khi mà biến đổi hết những cái dòng của income statement từ accrual sang thành cash, thì mình sẽ cộng tổng tất cả những cái dòng tiền này lại thì sẽ bằng CFO. Thế vấn đề tiếp theo đó là chuyển như thế nào ấy. Cách chuyển đổi từ accrual sang thành cash thì xíu nữa mình sẽ nói cụ thể. Còn hiện tại nhá, mình sẽ nói qua thôi. Cách để mà họ chuyển đổi đó là họ sẽ sử dụng cái những cái sự thay đổi của những cái tài khoản gọi là vốn lưu động, tức là change in working capital accounts. Đầu tiên, tài khoản vốn lưu động là gì? Thì khi mà nhắc tới vốn lưu động ấy thì có thể hiểu là những cái tài sản ngắn hạn và các khoản nợ ngắn hạn ấy. Ví dụ inventory hàng tồn kho này, hay là accounts receivable là các khoản phải thu này, hay là accounts payable là các khoản phải trả chẳng hạn. Những cái tài sản và nợ ngắn hạn như vậy nó gọi là lưu động, là bởi vì là thường những cái tài sản và khoản nợ ngắn hạn đó là nó phục vụ cho cái việc tạo ra doanh thu ấy. Còn những cái tài sản và nợ dài hạn thì thường nó mang ý nghĩa khác. Cái tài sản dài hạn thì nó là liên quan tới cái tài sản cố định, các khoản đầu tư tài chính các thứ. Còn nợ dài hạn thì thường là các khoản nợ tài chính ấy. Đấy, thì giờ mình sẽ chỉ quan tâm tới những cái gọi là tài khoản vốn lưu động, là những cái tài sản và nợ ngắn hạn thôi. Tại sao những cái tài khoản này lại có thể giúp chuyển từ accrual sang thành cash được? Thì mình sẽ ví dụ lên trên màn hình như sau nhá. Ví dụ này, giờ mình có một khoản gọi là beginning accounts receivable. Đây là cái khoản phải thu ở đầu năm. Ví dụ cái này là bằng 1.000 nhá.
Có nghĩa là đầu năm nay thì khách hàng có nợ mình 1.000 chưa trả. Sau đó mình sẽ cộng thêm cái phần doanh thu mà mình kiếm được trong năm nay. Ví dụ năm nay kiếm thêm được 2.000 doanh thu nữa đi, suy ra tổng là 3.000, là sẽ có 2.000 là doanh thu tạo ra trong năm nay và 1.000 là khách hàng vẫn nợ. Tức là khách hàng nợ mình 3.000, 1.000 của năm của trong quá khứ và 2.000 của năm nay. Sau đó mình sẽ trừ đi cái số tiền mà mình đã đòi được trong năm nay, sẽ trừ cái phần cash collected from customers. Giả dụ trong năm nay mình đòi đã được 2.500. 1.000 cộng 2.000 trừ 2.500 là bằng 500. Thì cái phần 500 còn lại là cái phần mà khách hàng vẫn nợ mình ở cuối năm nay. Nó sẽ là ending accounts receivable. Thì đây là một cái phương trình, thế là mối quan hệ giữa doanh thu này, cái khoản phải thu đầu năm và cuối năm này, với cả tiền nhận được. Rồi. Thế điều đó có nghĩa là như sau nhá. Bây giờ mình chuyển về, mình sẽ chuyển cái phần cash collected sang bên tay trái. Thì bên tay phải sẽ là bằng net revenue trừ đi cái delta của accounts receivable. Thì delta ở đây tức nghĩa là cuối trừ đầu ấy, ending trừ beginning, thì mình sẽ ký hiệu là delta nhá. Delta là cái gọi là sự thay đổi của cái tài khoản này trong năm ấy. Giá trị cuối năm trừ giá trị đầu năm. Thì phương trình thứ hai này là mình biến đổi từ phương trình thứ nhất ngay phía trên thôi. Thì phương trình thứ hai này có một cái ý nghĩa như sau này. Net revenue thì là đang ở dạng accrual basis. Cash collected from customers thì là cái dạng mình muốn là dạng cash basis. Thì để mà đổi từ accrual basis sang thành cash basis thì cái mà mình cần sử dụng ấy, nó là cái delta của accounts receivable. Mà accounts receivable là một cái tài khoản vốn lưu động, là một cái tài sản ngắn hạn. Đấy, mình sẽ xem là cái tài khoản vốn lưu động này nó thay đổi như thế nào trong năm. Mình sẽ suy ra được là cái tiền mình nhận được nó khác doanh thu là bao nhiêu ấy. Cụ thể nhá, net revenue thì đang là 2.000 này. Đấy, bây giờ mình bắt đầu mình nhìn vào net revenue là 2.000 nhá. Mình thấy cái tài khoản gọi là phải thu nó tăng lên là 500, à đâu phải 500. Nó bao nhiêu? Nó là ending trừ beginning đúng không? Ending là 500, beginning là 1.000. Có nghĩa delta là bằng âm 500. Cái điều này có nghĩa là sao? Điều này có nghĩa là ấy, doanh thu trong năm là 2.000 mà cái khoản phải thu nó lại giảm đi ý. Có nghĩa là mình đồng thời mình vừa đòi được cái 2.000 trong năm nay, mình lại đòi thêm được 500 ở trong quá khứ nữa ấy. Nên tổng số tiền mà mình thu về được nó phải là 2.500. Thế vì cái khoản phải thu nó giảm đi 500. Phải thu giảm đi 500 có nghĩa là trong năm nay thì bọn khách hàng nó đã trả lại cho mình cái 500 ở trong quá khứ rồi. Đấy, và trong năm nay thì cái 2.000 của năm nay ấy, thì họ cũng không nợ thêm mình gì hết. Đấy là tổng số tiền mình nhận được, nó sẽ là doanh thu của năm nay này, và cái phần phải thu nó bị giảm đi, nên tổng số tiền nhận được phải là 2.500. Đấy, thì qua phương trình này thì để mọi người thấy được là cái phương pháp trực tiếp họ làm như thế nào. Đấy, họ sẽ từ một cái dòng ở trên income statement là net revenue này, họ sẽ đối chiếu một cái tài khoản có liên quan ở trên cái balance sheet ấy, là accounts receivable, xem là accounts receivable là nó tăng hay giảm, để suy ra được là cái tiền mình nhận được ấy, nó lớn hơn hay nó nhỏ hơn cái doanh thu trong năm. Đấy, ở đây thì bởi vì là cái khoản phải thu nó giảm đi, có nghĩa là tiền mình nhận được phải nhiều hơn là doanh thu trong năm, nhiều hơn là 500. Thì 2.000 cộng 500 là 2.500. Đấy nhớ, thì đấy mình ví dụ một cái để mọi người hiểu là cái phương pháp này nó làm như thế nào thôi. Còn một tẹo nữa thì sẽ đi vào cụ thể sau. Đúng, thì vậy là phương pháp trực tiếp là như thế nhớ. Giờ mình sẽ nói qua phương pháp gián tiếp. Phương pháp gián tiếp ý, thì sẽ làm như sau này. Ở phương pháp gián tiếp thì thay vì việc là mình chuyển đổi từng dòng của cái income statement 1 ấy, chuyển từ dạng accrual sang dạng cash ấy, thì mình sẽ bắt đầu từ cái dòng net income. Đấy, bắt đầu với net income nhá. Sau đó ấy, mình sẽ cộng trừ một số những cái khoản adjustment
vào thẳng cái net income này để mà ra được cái CFO. Có nghĩa là cái sự khác biệt ở đây ý, đó là ở chỗ nhá, phương pháp trực tiếp ý, thì là adjust từng dòng một, từng dòng doanh thu chi phí một để chuyển từ accrual sang thành cash. Còn phương pháp gián tiếp ý, là họ adjust thẳng tất cả mọi thứ vào cái net income luôn. Đấy, họ gộp tất cả những cái điều chỉnh adjustment vào cái net income này để ra luôn CFO, chứ họ không điều chỉnh từng dòng một. Thì ở đây thì mới thấy là tóm lại là hai phương pháp này thực ra nó giống hệt nhau, nó phải ra cùng một đáp số ấy. Nó chỉ khác nhau ở chỗ đó là phương pháp trực tiếp thì họ chọn cách điều chỉnh từng dòng một, còn phương pháp gián tiếp thì họ điều chỉnh tất cả mọi thứ cùng một lúc thẳng cái net income luôn. Đấy, còn cụ thể như thế nào thì xíu sẽ học nhá, để giờ cứ biết là cái bản chất hai phương pháp là như vậy. Rồi, bây giờ mình sẽ quay lại phần lý thuyết này. Phần 1 nhỏ ở của phần 3 La Mã nhá, đó là cách tính CFO theo phương pháp trực tiếp. Thì phần này mới thấy là sẽ có rất nhiều công thức, tổng cộng đây có 9 công thức liền. Và để nhớ được 9 công thức này thì có hai cách. Mình sẽ nói cho mọi người cả hai cách đó. Mọi người thích dùng cách nào thì tùy mọi người nhá. Đấy, tại vì thường thì với mỗi một người thì sẽ có một cách dễ nhớ hơn ý, cho bản thân mình. Đấy, nên không phải là như mình thấy dễ thì là mọi người thấy dễ hoặc ngược lại. Nên mình sẽ nói hai cách mà mình biết để mọi người tham khảo, để mọi người chọn cách nào phù hợp hơn với bản thân ý. Cách đầu tiên là cách mà curriculum họ dùng. Đấy, thì cách này là như sau. Rồi, cách này sẽ hơi dài dòng một chút. Đấy, nhưng mà bù lại thì cách này, nếu mà mọi người hiểu cách này, mọi người sẽ hiểu được bản chất, có nghĩa là mọi người hiểu được là mọi người đang làm cái gì. Còn cách thứ hai là một cách có thể hỏi là sử dụng shortcut, có nghĩa là chỉ cần nhớ một vài quy tắc chung là viết ra được công thức, không hiểu gì cũng vẫn viết ra được công thức ấy. Đấy, thì cái đấy, cách đấy nhá, thì ưu điểm là nhanh hơn. Đấy, có thể là không nhớ lắm, không hiểu rõ lắm vẫn làm được ấy. Đấy, nhưng mình thì mình nghĩ là như thế này, tức là ban đầu nếu mà lúc bắt đầu học ấy thì để hiểu rõ thì nên là hiểu được cách số 1, là cách mà mình chuẩn bị nói đây. Đấy, chỉ khi nào mọi người quen rồi thì mới nên dùng cách số 2, chứ không nên là bỏ qua không học xong rồi chỉ tìm cách là sử dụng shortcut để mà nhớ công thức ấy, thì mình không khuyến khích làm như vậy nhau. Rồi, thì mình nói cách số 1 này. Cách số 1 thì là như sau. Mình sẽ chuyển đổi từng cái dòng ở trên cái income statement 1. Thì cái dòng đầu tiên thì mình đã làm mẫu ở trên màn hình vừa xong ấy, mình sẽ viết lại nhá. Dòng số 1 này, đó là tiền nhận được từ khách hàng thì sẽ được tính là bằng doanh thu bán hàng trừ đi cái delta của accounts receivable. Rồi, cái không giải thích lại nữa nhá, đã nói rồi. Bây giờ sang tới dòng thứ hai. Dòng thứ hai ở trên cái income statement thì nó là cost of goods sold. Cost of goods sold thì mình muốn chuyển nó sang thành tiền, thì cái mà mình muốn biết ý, nó sẽ là tiền trả ra để mà mua hàng hóa nguyên vật liệu là bao nhiêu ý. Cash paid to suppliers. Thì cách tính dòng này như sau nhá. Thứ nhất, mình sẽ sử dụng cái cost of goods sold là cái chi phí income statement này. Thứ hai, mình sẽ phải adjust một cái gì đó đằng sau ở đây, đúng không? Mình phải cộng trừ một cái gì đó đằng sau này. Đấy. Thì những cái thứ mà mình điều chỉnh đằng sau ở đây ý, nó sẽ phải là những cái sự thay đổi của các tài khoản vốn lưu động. Đấy, thì bây giờ mình xem nó là cái gì nhá. Cái đầu tiên mà có thể khiến cho tiền trả ra nó chênh với cả chi phí, đấy là hàng tồn kho. Bây thử nghĩ như sau nhá. Ví dụ này, cost of goods sold là 1.000. Rồi, mà trong năm ấy, hàng tồn kho lại tăng lên là 200. Thế điều này có ý nghĩa là gì? Bây mọi người thử nghĩ nhá. Nếu mà chi phí bán hàng trong năm là 1.000 này, nhưng mà hàng tồn kho lại tăng lên là 200 ấy, có nghĩa là trong năm nay ấy, thì cái lượng hàng mà mình bán ra ấy, nó ít hơn cái lượng mình mua vào là 200, đúng không? Thì hàng tồn kho nó mới tăng lên là 200 ấy. Bởi vậy nên nếu mà mình bán ra là 1.000 ấy, thì thực chất là mình mua vào phải là 1.200.
thì mới hợp lý. Thế trong năm mình mua vào 1.200 nhưng mình chỉ bán ra 1.000 thôi thì hàng tồn kho nó mới tăng lên 200 được. Đấy nên bởi thế mình sẽ điều chỉnh cái delta của inventory bằng cách là mình cộng ở đằng trước. Hàng tồn kho mà tăng ấy có nghĩa là mình bán ra, tức là mình cái lượng mình bán ra ít hơn là cái lượng mình mua vào. Cho nên là cái tiền bỏ ra để mua vào ấy nó phải nhiều hơn là cost of goods sold. 1.000 cộng 200 là 1.200. Thấy không? Đây là lý do mình cộng với delta của inventory. Và còn vấn đề nữa, sẽ có một cái tài khoản vốn lưu động khác nữa cũng sẽ được điều chỉnh ở đây. Đó là accounts payable, là cái khoản phải trả ấy. Giả dụ nhá, đó là cost of goods sold vẫn là 1.000 này, inventory tăng 200, còn accounts payable thì lại tăng lên là 300 đi. Thế nếu mà accounts payable mà tăng lên là 300 ấy, có nghĩa là trong năm nay thì mình nợ thêm các nhà cung cấp là 300, mình trả sau. Mình trả sau có nghĩa là nhớ, ban đầu mình biết được là mình mua vào 1.200 rồi đúng không? Là 1.000 cộng 200 là 1.200 này. Nhưng mà 1.200 đấy là mình không thanh toán hết, mà mình nợ 300. Mình nợ 300 có nghĩa là trong năm mình mới chỉ thanh toán 900 thôi. Nên là đằng trước cái delta của accounts payable sẽ phải là dấu trừ. Thì cái công thức này nhá, ý nghĩa đấy là sẽ có hai cái tài khoản vốn lưu động mà có thể khiến cho cái tiền mình bỏ ra nó chênh so với cả chi phí. Cái thứ nhất là hàng tồn kho. Tại vì hàng tồn kho mà tăng, tức là mình bán ra ít hơn mình mua vào. Cái thứ hai là accounts payable là phải trả. Vì phải trả mà tăng có nghĩa là mình thanh toán chậm. Đấy, tức là mình nợ, mình không trả hết cái số tiền mà đúng ra mình phải trả trong năm đó ấy. Đấy, thì từ đó xong công thức thứ hai nhá. Đấy, thì cái phần này thì mọi người nên hiểu ấy, nên nhớ là nó sẽ có hai cái tài khoản là hàng tồn kho và phải trả ấy, là hai thứ có thể khiến cho cái tiền mình trả ra nó không giống cái chi phí ở trên cái income statement. Đấy, xíu nữa mình sẽ nói cách để mọi người thuộc công thức sau nhá. Đấy, giờ chưa cần quan tâm cách thuộc, giờ chỉ cần hiểu thôi, hiểu tại sao như vậy thôi là được. Bước sang đến cái dòng thứ ba này. Dòng thứ ba ở trên cái income statement thì nó sẽ là một số những cái chi phí hoạt động. Thì chi phí hoạt động đầu tiên mà họ nhắc tới đấy là chi phí trả lương. Thì cái mà mình muốn biết đấy là tiền trả lương cho nhân viên là bao nhiêu, thì họ gọi là cash paid to employees. Thì để mà tính được cái số tiền trả lương ấy, mình sẽ nhìn vào cái dòng chi phí ở income statement, họ gọi là salaries and wage expense. Và tương ứng thì mình sẽ phải điều chỉnh cái chi phí này bởi một cái tài khoản vốn lưu động nào đó đằng sau. Đấy, thì một khi mới quen rồi người sẽ nhớ đó là cái thứ mà khiến cho tiền trả lương và chi phí lương nó chênh nhau ấy, đó là nợ lương, gọi là công ty đấy nợ lương bao nhiêu. Đấy, suy ra là cái tài khoản mà điều chỉnh ở đây nó sẽ là delta của salary với cả wage payable. Đấy, những cái khoản nào mà có chữ payable nghĩa là phải trả ấy, là nợ ấy. Salary and wage payable có nghĩa là đây là lương nhân viên phải trả, tức là chi phí lương đã xảy ra rồi nhưng mà chưa trả sau. Thì logic ở đây thì cũng đơn giản thôi. Ví dụ chi phí trả lương trong năm nhá là 500, mà trong năm nay thì nợ thêm 200 nữa. Đấy, nếu mà nợ thêm 200, chi phí 500 ấy có nghĩa là đúng ra thì mới chỉ trả 300 thôi. Nên là mình sẽ điều chỉnh bằng cách là mình lấy 500 trừ 200, đằng trước cái delta này sẽ là dấu trừ. Thế mà nếu mà nợ càng nhiều, nợ mà càng tăng thì cái số tiền bỏ ra nó sẽ càng ít, tại vì là mình nợ. Đấy, mình nợ thì coi như mình không phải trả nữa thì dòng tiền ra nó cũng giảm bớt đi. Rồi nhớ, theo xong khoản số 3 này. Các khoản tiếp theo thì nó cũng khá là giống thôi. Khoản số 4 đấy là tiền trả cho các chi phí hoạt động khác.
Thì để tính được cái số tiền này thì thứ nhất mình sẽ nhìn vào cái dòng chi phí tương ứng, đấy là other operating expenses ở trên cái income statements. Nhưng cái khó ở đây đấy là như thế này này, làm thế nào để biết được là thế thì mình sẽ phải chọn những cái tài khoản vốn lưu động nào ở đằng sau, thì mình sẽ phải cộng trừ cái gì ở đằng sau này để mà mình điều chỉnh ấy. Đấy, cái này thì chỉ có một cách là mọi người phải nhớ. Thì mọi người nhớ thì sẽ như sau nhá. Đấy, đến những cái chi phí khác ấy, chi hoạt động khác ấy, thì nó sẽ liên quan tới hai tài khoản. Tài khoản thứ nhất đấy là prepaid expenses, là các chi phí trả trước. Tài khoản thứ hai đấy là, ở đây họ gọi là other accrued liabilities. Rồi, thế là ví dụ bằng số nhá. Giả dụ other operating expenses là bằng 200. Prepaid expense trong năm tăng lên là 80. Thế cái số 80 này có nghĩa là sao? Có nghĩa là trong năm nay thì mình trả trước một cái gì đó là 80. Nhưng cái 80 này bởi vì là mình trả trước cho nên là cái 80 này nó chưa được ghi nhận là chi phí, mà nó là một cái asset, đúng không? Nó là một cái tài sản ấy. Đấy. Cái điều này có nghĩa là trong cái 200 chi phí thì không hề có cái 80 này, vì cái 80 này là chưa được ghi nhận thành chi phí. Đấy. Nhưng mà giờ mình đang quan tâm tới tiền mình bỏ ra ấy, nên là ngoài cái 200 chi phí trong năm nhá, mình còn bỏ thêm cái 80 này nữa, mà cái 80 này nó chưa được ghi nhận là chi phí. Nhưng mà phải cộng thêm 80 này vào, tức là 200 cộng 80 là bằng 280. Cái tổng số tiền bỏ ra sẽ là 200, là theo cái chi phí này, nhưng còn cả cái 80 là trả trước nữa. Đấy, kế toán thì không ghi nhận cái 80 này là chi phí, nhưng mình đang quan tâm đến dòng tiền. Cái 80 này nó có là dòng tiền thì mình phải cộng thêm cái 80 này vào, tức là mình sẽ cộng với delta của prepaid expenses. Tiếp theo nữa là cái other accrued liabilities. Ví dụ cái delta này nó là 50. Thì 50 này thì có nghĩa là sao? Cái delta này bằng 50 ấy, có nghĩa là trong năm nay thì có một cái chi phí gì đó xảy ra nhưng mà mình nợ, mình chưa trả. Đấy, thì nó có nhiều kiểu lắm, như nợ lương hay là nợ lãi, nợ các loại chi phí khác nhau, để mình nợ thêm 50. Thì nếu mà mình nợ thêm 50 ấy, có nghĩa là trong cái 200 operating expense ở income statement ấy, thì đúng ra là có 50 là mình chưa trả, tại vì mình nợ thêm 50 mà, nên mình sẽ phải trừ đi cái 50 này. Đấy, bởi vì mình nợ 50 tức là mình bớt đi cái khoản 50 để phải trả trong năm ấy. Tức là 200 cộng 80 trừ 50 thì sẽ bằng 230, đúng không? Đấy, thì đó là tại sao họ điều chỉnh như vậy nhá. Để mọi người hiểu được thì để có thể suy luận ra được, cứ viết ra xong rồi nghĩ xem là những cái khoản này nó tăng hay giảm, thì nó dẫn tới cái việc là tiền mình trả ra nó tăng hay giảm ấy. Đấy, nên kết luận lại là cộng với delta của prepaid expenses trừ đi delta của other accrued liabilities. Rồi, thế xong được 4 cái đầu tiên nhá. Thế sang đến khoản số 5 này. Bây giờ có một cái vấn đề như sau nhá. Ở trên màn hình ấy thì mình sẽ có một cái phần mình khoanh đỏ ở đây, 4 cái này. Thì 4 cái này đặc biệt ở chỗ ấy là nếu mọi người quay lại phần 2 la mã ở trên thì mọi người thấy là 4 cái này này, hai chuẩn mực IFRS và US GAAP họ xử lý khác nhau. Đấy, bởi vậy cho nên là 4 cái khoản này nó nằm ở đâu ấy, nó là ở CFO hay là CFI, CFF ấy, thì mọi người sẽ phải đọc kỹ đề để xem là đề bài họ bảo là chuẩn mực gì. Và nếu mà là chuẩn mực IFRS chẳng hạn thì nó là lựa chọn nào giữa hai lựa chọn ấy. Đấy. Còn ở phần này nhá thì mình sẽ tạm để 4 khoản này vào trong phần CFO. Đấy, thì mình sẽ phải chọn, mình để tạm một phần này thôi, chứ không phải là lúc nào 4 khoản này nó cũng là ở CFO ấy. Nó sẽ tùy từng bài. Đấy, nhưng mà hiện tại thì cứ tạm coi nó là CFO hết. Thấy nhá. Rồi. Đấy, thì mọi người chú thích cái đấy vào để về đọc thì đỡ bị nhầm ấy. Thế mình sẽ đi vào 4 cái khoản này này. Interest received. Bây giờ mình sẽ giải thích thẳng lên trên những cái công thức ở trên màn hình luôn như sau nhá. Interest received này. Lãi nhận về trong năm. Mình sẽ đối chiếu cái dòng ở trên income statement là interest income
ví dụ là 100 nhá. Sau mình sẽ nhìn vào cái tài khoản là interest receivable ấy, là cái khoản gọi là lãi phải thu, để xem là trong năm nay ấy, thì cái bên kia họ có nợ lãi mình không. Ví dụ trong năm nay mà họ nợ lãi mình là 20 chẳng hạn, có nghĩa là đúng ra họ phải trả mình 100 nhưng họ mới trả mình 80 thôi, nên là cái khoản phải thu lãi của mình nó tăng lên là 20. Cái interest received sẽ là 80. Tiếp đến như là interest paid. Interest paid thì là ngược lại, là lãi phải trả. Thì mình sẽ nhìn vào cái dòng chi phí tương ứng ấy, là interest expense. Ví dụ cái này là bằng 500 nhá. Sau lại nhìn vào cái khoản gọi là interest payable, tức nghĩa là cái khoản nợ lãi tăng lên là bao nhiêu ấy. Đấy, nếu mà cái này tăng lên là 150, tức là đúng ra mình trả 5, đúng ra mình phải trả 500 nhưng mà mình lại nợ 150, tức là mình mới chỉ trả 350 thôi. Tiếp đến là dividends received. Thì dividends received ấy, mọi người sẽ thấy nó sẽ rất là giống với cả interest received ở phía trên ý. Nó gần như giống hệt, tại vì đây nó đều là những cái nguồn thu từ việc đầu tư ấy. Thế nên cụ thể nhá, dividends received này sẽ là bằng dividend income trừ đi delta của dividends receivable. Đấy, có nghĩa là lại thay số lại chẳng hạn, dividend income là bằng 60, dividends receivable mà tăng lên là 20 chẳng hạn, có nghĩa là bên kia là họ nợ cổ tức của mình, đúng ra họ phải trả 60, họ tuyên bố là trả 60 nhưng họ mới trả 40 thôi, thì họ nợ mình thêm 20 ấy. Tức là cái mình nhận được là 40. Thế nhá, thế xong là cái này này. Với đến dividend paid. Dividend paid ấy có một cái đặc biệt, mình sẽ đánh dấu đỏ ở đây. Cái này nó đặc biệt ở chỗ ấy, đó là ở trên income statement nó không hề có một cái dòng nào là chi phí trả cổ tức cả. Tức là sẽ không có dòng nào tên là dividend expense nhá, không có cái nào như này hết. Không tồn tại. Đấy, cổ tức phải trả là không xuất hiện trên income statement. Còn ba cái khoản phía trên ấy, interest received này, interest paid và dividend received ấy, ba cái đó thì nó có một cái dòng doanh thu và chi phí ở income statement, thì mình có thể làm một cách khá đơn giản được. Nhưng mà riêng dividend paid thì nó không có một cái dòng như vậy, nên mình sẽ phải làm bằng một cách khác. Thì công thức của dividend paid là như sau này, mình sẽ ví dụ ở đây nhá. Cái này nó hơi khác biệt một chút. Đầu tiên mình sẽ tính này, nó là bằng net income trừ đi delta của retained earning. Giả sử nhá, net income là bằng 800. Delta của retained earnings thì là bằng 600 đi. Thế điều này có nghĩa là ấy, trong năm nay thì lợi nhuận tạo ra là 800. Đúng ra ấy, nếu mà không trả cổ tức ấy, thì toàn bộ 800 này sẽ phải đưa vào retained earnings và khiến retained earning tăng lên là 800. Nhưng mà retained earning nó chỉ tăng lên 600 thôi, tức là sẽ có 200 là không được đưa vào retained earning. Mà 200 đó nếu mà không đưa vào retained earning ấy, thì chỉ có thể là trả cổ tức thôi. Nên là dividend nó phải là 200. Thế thì mình sẽ so sánh cái lợi nhuận trong năm và cái phần lợi nhuận giữ lại nó tăng lên là bao nhiêu ấy. Thì đây rõ ràng là thiếu 200. Đấy, cái 200 bị thiếu đó thì là do tuyên bố trả cổ tức là 200. Nhưng mà ngoài ra còn điều chỉnh thêm một khoản nữa, đó là delta của dividend payable. Tại vì là mình tuyên bố trả 200 nhưng không có nghĩa là trong năm mình trả thực sự là 200, mà có thể là mình trả muộn, mình nợ trả sau ấy. Đấy. Nên nếu bây giờ ví dụ cái delta của dividend payable lại tăng lên là 80 chẳng hạn, có nghĩa là mình tuyên bố trả 200 nhưng mà mình chưa trả 80 ngay ấy, tức là mình mới trả 120 thôi. Đấy, thì dividend paid nó sẽ tính như vậy, là bằng 800 trừ 600 trừ 80 là 120. Đấy, nên riêng cái phần dividend paid thì cái logic nó sẽ khác với cả ba cái ngay phía trên nhá. Đấy là bởi vì là nó không có một cái chi phí ở trên income statement, nên mình sẽ phải tính một cách gián tiếp thông qua net income này, retained earnings. Đấy, xong rồi điều chỉnh thêm cái khoản dividend payable nữa. Thế đến phần dòng cuối cùng nhá. Dòng cuối cùng
thì là thuế, tiền trả thuế thu nhập, cash paid for income taxes. Phần này thì mọi người để ý mới thấy là nó công thức nó rất là dài, cộng trừ một đống thứ đằng sau ấy. Thế cái này thì là như sau này. Tiền trả thuế nhá. Thì đầu tiên mình sẽ nhìn vào cái dòng chi phí thuế ở income statement ấy, là income tax expense, mình viết tắt là ITE nhá. Cái này giả dụ cái này là bằng 100 đi. Rồi. Bây giờ đằng sau sẽ có 4 cái delta. Mình sẽ giải thích từng cái delta này một. Cái delta đầu tiên ấy là delta của income tax receivable. Thì income tax receivable ấy, ý nghĩa của cái khoản thẻ này đó là trong năm nay ấy, thì mình trả thuế, nhưng mà đấy, vì một số những cái quy định về thuế như thế nào đấy mà thành là mình trả thừa ra và mình sẽ được hoàn lại, mình sẽ được refund ấy. Thì ví dụ cái delta này nó tăng lên là, cái delta là bằng 20 nhá. Cái khoản này mà bằng 20 ấy, có nghĩa là trong năm nay này thì mình đóng thuế rồi này, đấy, nhưng mình sẽ được hoàn lại là 20. Thì điều đấy có nghĩa là cái chi phí thuế nó là 100 ấy, nhưng thực ra là mình đã đóng tận 120 liền, nên mình được hoàn lại 20. Có nghĩa là cái cash pay nó là 120 ở đây. Đấy, thế đây là để giải thích cho cái delta đầu tiên nhá. Đấy, cứ hiểu là receivable có nghĩa là mình sẽ được hoàn lại, mình trả thừa thuế trong năm thì sẽ được refund. Suy ra là cái tiền trả mình trả thực tế nó to hơn là cái chi phí là 20 ấy. Tiếp theo nhá, đó là income tax payable. Giờ mình sẽ bỏ cái receivable 20 đi nhá, cho đỡ nhầm này. Coi như là cái này xử lý xong rồi, mình sẽ gạch tạm vào đi này, coi như không có này nữa nhá. Tiếp đến là income tax payable. Cái income tax payable thì nó ngược lại với receivable ấy. Có nghĩa là trong năm nay thì mình trả thuế rồi, nhưng cái thuế mình trả nó lại bị thiếu so với cái chi phí thuế mà bọn cơ quan thuế nó quy định ấy. Và coi như là mình trả thiếu là 15 đi, thế mình nợ thêm 15. Mình nợ thêm 15 có nghĩa là đúng ra mình phải trả 100, nhưng mình mới trả 85 thôi. Đấy, thì cash paid là 85, là bằng 100 trừ đi 15. Rồi nhớ. Rồi, thế là xong được hai cái delta đầu tiên rồi này. Bây giờ đến hai cái delta còn lại là DTA và DTL ấy. Thì DTA và DTL ở buổi hôm trước thì có nói qua, DTA là viết tắt của Deferred Tax Assets, còn DTL thì là Deferred Tax Liability. Thì hai cái DTA và DTL này là hai cái khoản khá là khó và sẽ được học cụ thể ở cái bài thuế. Còn ở phần này nhá, mình sẽ đơn giản hóa mọi thứ đi bằng cách là như sau này. Mọi người chỉ cần hiểu ấy, là DTA và DTL nó là hai cái phiên bản dài hạn của Income Tax Receivable và Income Tax Payable. Ví dụ nhá, DTA là gì? Nếu mà cái DTA này mà nó tăng lên là 30 chẳng hạn, thì điều này có nghĩa ấy, là trong năm nay thì mình trả thừa thuế ra là 30, gọi là khoản gọi là trả trước ấy, prepaid. Mình trả thừa thuế ra là 30, thì về dài hạn ấy là các năm sau này mình sẽ được phép bớt thuế đi là 30. Đấy thì nó là cái phiên bản dài hạn hơn của cái income tax receivable ấy. Receivable là mình trả thừa ra 20 trong năm nay thì mình sẽ được hoàn lại trong năm nay, đúng không? Kiểu như vậy. Thì cái 30 này là mình trả thừa ra trong năm nay nhưng mình sẽ được hoàn lại trong tương lai, nhiều năm sau. Thế điều đấy có nghĩa là nếu mà cái delta của DTA mà là 30 ấy, có là trong năm nay mình trả thừa ra 30. Trả thừa ra 30 có nghĩa là nếu mà đúng ra trả 100 thì thực ra mình đã trả 130 liền. Đấy, 100 cộng 30 bằng 130. Thì để mà nhớ được thì mình cứ nhìn cái chữ A, chữ asset. Đấy. Thì deferred tax asset, DTA ấy, thì ý nghĩa của nó giống như là prepaid expense, là chi phí trả trước ấy. Có nghĩa là bây giờ mình trả thuế trước, trả thừa ra 30 thì nó là một cái tài sản. Sau này thì mình sẽ bớt thuế được là 30 trong tương lai. Cũng giống như kiểu là mình trả trước tiền thuê văn phòng tháng tiếp theo, thì cái khoản trả trước đấy nó chưa phải là chi phí mà nó là tài sản ấy.
để sau này mình dùng cái văn phòng đấy rồi thì nó mới thành chi phí. Thì cái DTA này cũng kiểu kiểu như vậy. Còn DTL thì ngược lại nhá. Ví dụ DTL mà giờ lại tăng lên là 25, delta DTL bằng 25. Có nghĩa là trong năm nay thì mình trả thiếu thuế là 25. Nhưng mà những năm trong tương lai, đấy, một vài năm sau này mình mới phải trả bù lại để trả, coi như là trả nợ thuế của cái năm trước đó ấy. Thì suy ra là nếu như mà chi phí thuế là 100 này mà mình lại nợ 25 ấy, có nghĩa là trong năm nay mình chỉ trả là 75 thôi. Vậy là mình xong được toàn bộ cái phần công thức này nhé. Và đấy, thì những cái thứ mình nói từ nãy đến giờ thì mình biết là nó rất là dài, và để mà suy luận ra những cái mối quan hệ tăng giảm như này nó rất là dễ nhầm ấy. Thì mình không kỳ vọng là mình nói một lượt thì mọi người hiểu hết và nhớ hết ngay được. Cho nên ý, là để hiểu được thì sẽ cần mất thời gian và cần làm bài tập cũng phải khá khá thì mới hiểu và nhớ được ý. Nên là giờ mình sẽ nói sang một cách số 2. Cách số 2 là cách mà mình bảo mọi người là nó giống như là một cái shortcut ấy. Nó sẽ giúp cho mọi người là viết ra được công thức. Có thể mọi người quên nhớ nhớ gì đó chẳng hạn, nhưng có thể viết ra công thức để mà tính ra đáp số đúng ấy. Thì cách số 2 sẽ như sau này. Mình sẽ giải thích một lượt nhanh thôi. Thì cách số 2 nó là một cách khá là ngắn ý, nên là sẽ không mất thời gian cách số 1 đâu. Thì bây giờ cái cách số 2 này nhá, thì mình có một cái điểm rất quan trọng mình phải nói trước mọi người này. Là cách số 2 ấy, nó khác cách số 1 ở chỗ ấy. Là cách số 1 ấy, mọi người thấy là toàn bộ đây là có 9 công thức đúng không? Thì 9 công thức này ấy, thì kể cả là nó là dòng tiền ra hay dòng tiền vào ấy, thì những cái đáp số mình tính ra được là số dương đúng không? Ví dụ cash received thì là số dương, cash paid cũng là số dương ấy. Đấy, tất cả những cái mình tính ra được đáp số là số dương. Mình sẽ tự hiểu nó là inflow hay outflow, nhưng mà đáp số thì là số dương nhá. Thì đó là cách số 1. Nhưng cách số 2 thì nó khác ở chỗ ấy. Là cách số 2 nếu mà áp dụng ấy, thì những cái dòng tiền nào nhận về sẽ là số dương, nhưng mà dòng tiền trả ra sẽ là số âm. Có nghĩa là ở đây 9 công thức này này, nếu mà dùng cách số 2 ấy, thì cái đầu tiên sẽ ra kết quả là số dương này. Cái số 2 là số âm, cái số 3 là số âm, cái số 4 là số âm, cái số 5 là số dương, cái số 6 là âm, cái 7 là dương, 8 là âm, 9 là số âm. Đấy. Thì mình phải nói trước như vậy. Có nghĩa là hai cách nó khác nhau ở cái dấu của đáp số ấy. Đấy. Thế mình chưa giải thích cách số 2 là gì nhá. Mình chuẩn bị mình nói. Nhưng mà trước khi giải thích thì cần phải làm rõ điều này đã, để mình thấy. Rồi, bây giờ sẽ nói cách số 2 này. Cách số 2 thì nó dựa trên một cái nguyên tắc như sau. Đấy, như thế này. Giờ mình sẽ viết trên màn hình nhá. Thì nguyên tắc ở đây là như thế này. Đó là nếu như mà một cái tài sản gì đó mà nó tăng lên ý, thì mình sẽ giả định là mình bỏ tiền ra để mình mua tài sản đấy. Tức là asset mà tăng thì suy ra là cash sẽ giảm. Đây là giả định thôi nhá, chứ không nhất thiết là cứ asset tăng thì cash phải giảm. Asset tăng thì có thể là có một cái gì đấy nó diễn ra đúng không? Đâu nhất thiết là mình bỏ tiền ra để mình mua ấy. Nhưng phần này mình sẽ tạm thời mình giả định vậy đi. Tài sản mà tăng thì tiền giảm. Ngược lại, tài sản mà giảm thì tiền tăng, đúng không? Rồi nhá. Tại vì tài sản giảm thì mình giả định là mình bán cái tài sản đó đi thì mình nhận được tiền về. Một cái nữa này, đó là nếu mà nợ, một khoản nợ gì đó mà tăng thì mình đi vay thêm tiền thì tiền sẽ tăng lên. Còn một khoản nợ mà giảm thì mình trả bớt nợ đi, trả nợ thì tiền giảm. Đây là cái mình phải nhớ nếu mà người muốn làm cách số 2. Nhớ cái nguyên tắc như thế này. Thế một khi mọi người nhớ được cái này rồi nha, thì những công thức nó sẽ như sau này. Sẽ viết ra 9 công thức vừa rồi theo cách số 2 là như thế này nhá. Công thức số 1 này,
cash received from customers. Thì cái này mình biết được là sẽ có hai thứ bên tay phải đúng không? Đó là net revenue với cả delta của account receivable. Thì cách số 2 này nó sẽ giúp cho mọi người điền dấu được vào mà không phải suy nghĩ gì nhiều. Thế mà mình sẽ điền dấu vào như sau nhá. Những cái nào mà là doanh thu ấy thì có thể hiểu là một cái inflow. Còn những cái nào là chi phí thì là outflow nhá. Đấy, net revenue là một cái inflow đúng không? Thì là dấu cộng. Delta account receivable thì account receivable là tài sản đúng không? Đây là một cái tài sản. Delta của một cái tài sản ấy, nếu mà tài sản mà tăng thì như phía trên, tài sản mà tăng thì tiền giảm đúng không? Nên là cái tài sản mà tăng thì khiến cho dòng tiền giảm đi, mình thêm dấu trừ đằng trước. Đấy, đây là cách điền dấu vào thôi. Bước thử một cái nữa nhá, cái số 2. Đấy là cash paid to suppliers. Thì giờ mình sẽ biết là có 3 thứ bên tay phải này, là cost of goods sold, inventory với cả accounts payable. Sẽ điền dấu vào đây nhá. Cost of goods sold là chi phí đúng không? Thì làm cái outflow là dấu âm này. Inventory là tài sản. Tài sản mà tăng thì tiền giảm. Suy ra là trừ cái delta inventory. Accounts payable là nợ. Nợ mà tăng thì mình có thêm tiền. Có thêm tiền tức là mình cộng cái delta này vào. Nên nếu mà đối chiếu cái công thức số 2 mình vừa viết trên màn hình ấy với cả công thức số 2 ở trong cái quyển sách này, em thấy là dấu nó bị ngược lại đúng không? Đây nó là trừ cost of goods sold này, xong lại trừ delta inventory và cộng với delta của accounts payable ấy. Tức là dấu nó ngược lại nên là cái đáp số nó thành là dấu âm. Thì đó là cái sự khác biệt giữa cách số 2 và cách số 1. Đấy, mọi người thấy là cái dấu ở vế bên tay phải là nó đảo ngược lại so với cách số 1. Nên là đáp số từ dương thành âm. Rồi. Thế từ đó nhá, thì những công thức đằng sau ấy mình sẽ viết nốt dấu vào nhá. Đấy. Cash paid to employees này, salary and wage expense là chi phí đằng trước là dấu trừ này. Delta của salary và wage payable thì là nợ, nợ mà tăng thì chi phí giảm, à thì là dòng tiền sẽ tăng nên là mình dấu cộng đằng trước. Đấy, sau sẽ điền dấu vào mấy cái còn lại thôi. Cash paid for other operating expenses thì sẽ là bằng trừ của other operating expenses này. Prepaid expenses thì là tài sản mà tăng thì tiền giảm, tức là phải trừ đi này. Other accrued liabilities là các khoản nợ khác, dồn tích khác, nợ mà tăng thì tiền tăng, tức là phải cộng vào. Tiếp đến nhá, interest received thì bằng interest income là inflow là cộng này. Interest receivable là tài sản mà tăng thì tiền giảm, tức là trừ. Interest paid bằng interest expense là chi phí, thì đằng trước là dấu trừ. Interest payable là nợ, nợ thì làm cho tiền tăng lên thì là dấu cộng. Dividends received thì cũng giống như là interest received ấy, nên là dividend income đằng trước là dấu cộng. Delta của dividend receivable đằng trước là dấu trừ. Còn riêng cái dòng dividend paid này, cái dòng này thì nó hơi bị đặc biệt ấy. Nên cái dòng đấy không dùng quy tắc đấy đâu nhá. Nên riêng dòng này thì mọi người phải chịu khó là học thuộc công thức này. Đấy, tức cái dòng này thì cách số 1 và cách số 2 thì nó sẽ coi như là chỉ có một cách để nhớ thôi. Thì mọi phải nhớ cái công thức này. Chứ thực ra nếu mà mọi người cố mà có thể điền dấu được vào ấy, nhưng nó khá là phức tạp. Thì mình khuyên mọi người là không nên phức tạp quá mọi thứ lên ấy. Nên là riêng cái màu đỏ này thì mọi người học thuộc luôn. Mình nghĩ là mọi người nên làm như vậy. Đến dòng cuối cùng nhá, đó là cash paid for income taxes ấy. Thì lại điền dấu vào thôi. Income tax expense là chi phí, đằng trước là dấu trừ. Income tax receivable là tài sản tăng thì tiền giảm, đằng trước là dấu trừ. Income tax payable là nợ, nợ tăng thì tiền tăng, tức là dấu cộng. DTA là tài sản, đằng trước là dấu trừ. DTL là nợ, đằng trước dấu cộng. Thế tóm tắt lại như cách số 2 thì nguyên tắc đó là delta của asset đằng trước là dấu trừ, còn delta của liability đằng trước là dấu cộng. Đấy, xong expense thì đằng trước là dấu trừ, còn revenue hay là income thì đằng trước là dấu cộng. Thì 10 lát vào thì tính ra được luôn, không cần là phải suy nghĩ phân tích gì phức tạp ấy.
Đấy, thì dù gì nữa nhá, thì có hai cách như vậy thì tùy mọi người thôi. Đấy, như mình nói trước đấy là cố gắng đừng học về đấy. Thì cái này thì nếu mà người học thuộc lòng được thì có thể là không hiểu mấy vẫn làm được ấy. Đấy, nhưng mà nó sẽ rất là dễ nhầm. Nếu mà hiểu được thì sẽ ổn hơn. Rồi. Thế giờ mình sẽ xem một cái ví dụ cho phần này nhá, sau sẽ giải lao một chút. Thì mọi người mở cho mình cái ví dụ số 1 của cái bài số 4 và số 5 ấy. Ví dụ này khá là dài, nhưng mình sẽ không làm hết ví dụ này ngay lập tức đâu, mình làm một phần thôi. Đọc đề nhá, ví dụ số 1 này. Họ cho mình cái income statement và cái balance sheet của một công ty tên là Acme gì đó này. Ờ, trong năm 2018 thì công ty này mua thiết bị với chi phí là 1.300. Công ty này thì tạm bỏ qua nhá, sẽ dùng sau. Đấy, không có cái gì ảnh hưởng tới retained earnings ngoại trừ net income và dividends này. Đấy, công ty này theo US GAAP này. Đấy, bây giờ soạn ra cái cash flow statement cho công ty này. Thì mới thấy đó là ở đề bài họ cho mình hai cái bảng. Bảng thứ nhất là income statement thì gồm một số cái doanh thu và chi phí thông thường khá là quen thuộc đúng không? Đấy. Ok, xong rồi nhá. Trang đằng sau là bảng thứ hai thì là cái balance sheet, thì cũng là gồm những cái tài sản, nợ và vốn chủ sở hữu cũng rất là quen thuộc, đã được giới thiệu các bài trước rồi. Đấy, thì tạm thời bỏ qua hai bảng này nhá. Bỏ qua luôn đi, bây giờ sang phần đáp án này. Đáp án thì mình sẽ tính CFO bằng phương pháp trực tiếp, là cái mình vừa mới học ấy. Đấy, thì mọi người thấy là mình sẽ tính tổng cộng là có 6 dòng thôi. Đấy, nó không nhiều như là 9 dòng, 9 công thức mình vừa học, mà đây chỉ có 6 dòng thôi nhá. Dòng thứ nhất này là cash received from customers. Thì bây giờ mình sẽ đối chiếu nhá. Bây giờ mọi người đối chiếu giữa đề bài ở cái quyển sách của mọi người ấy và trên màn hình của mình nhá, để mọi người thấy này. 2, 3, 5, 9, 8 ấy thì sẽ là revenue này, 55 ấy sẽ là delta của account receivable. Đấy, mọi người xem ở đề bài xong rồi đối chiếu với trên màn hình để mọi người thấy là số nó chính xác nhá. Rồi, thì đó là cái đầu tiên này. Công thức thứ hai đó là cash paid to suppliers. Thì mình nói trước luôn là các công thức này ấy, là các công thức theo kiểu số 1 nhá, cách số 1 ấy, tức là cách mà tất cả dòng tiền dương và âm nó đều là dấu cộng ấy. Thì cash paid to suppliers này nó sẽ là bằng cost of goods sold là 11.456 này, cộng với delta của inventory là 707 này, trừ đi delta của accounts payable thì ra là 11.900. Còn nếu mà người dùng theo cách số 2 ấy, là cách mà lắp dấu cộng trừ như mình vừa nói ấy, thì ra đáp số là âm 11.900. Đấy, còn đây thì cách số 1 thì tính ra là 11.900 là số dương nhá. Công thức thứ ba là cash paid to employees 4.123 ấy, thì đây nó sẽ là salary với cả wage expense. Còn 10 thì sẽ là delta của salary với cả wage payable. Cash paid for other operating expenses này, thì cái này nó sẽ là 3.577 thì sẽ là other operating expenses này. Âm 23 thì sao? Âm 23 thì để mình check một chút nhá. Âm 23 thì nhớ là prepaid expense đúng không? Ok, đúng rồi. Âm 23 thì là delta của prepaid expense. Còn 22 thì là delta của other accrued liability. Công thức cái số 4 à cái số 5 nhá, cash paid for interest này. 246 thì là interest expense. Còn âm 12 thì là delta của interest payable. Cuối cùng nhá, cash paid for income tax ấy. Đây, phần này thì đặc biệt ở một chỗ này. Đó là lúc nãy mình có nói mọi người ấy, là sẽ có 4 cái delta đằng sau đúng không? Delta của income tax receivable này, delta của income tax payable này, delta của DTA, delta của DTL ấy. Thì tổng cộng là có 4 cái này, nhưng mà theo như mình thấy là các bài tập trong sách ấy thì thường nó không có 4 cái đâu, nó chỉ có đúng một cái duy nhất thôi, đó là cái income tax payable này. Còn 3 cái còn lại nhá thì mình thấy gần như chẳng bao giờ gặp phải.
Đấy, nên là nếu mà để hiểu, để nhớ công thức thì mới nên nhớ cái phiên bản tổng quát là gồm cả 4 cái. Nhưng nếu mà để làm bài tập ý, thì thông thường là sẽ chỉ có đúng một cái là income tax payable thôi. Nên ở công thức này nhớ, 1139 thì là income tax expense, còn 5 thì sẽ là delta của income tax payable, thì là 1134. Đấy. Và mọi người cộng tổng 6 khoản này vào thì ở cái bảng, đây cái bảng ở cuối trang ấy, mọi người thấy là cộng hết cái khoản này vào nhá thì ra được là 2606. Thì đây sẽ là CFO của công ty này. Và còn thêm một điều nữa này, trước khi mà giải lao này, đấy là mọi người quay lại đề bài một chút nhá. Cái đề bài income statement ấy, mình sẽ thấy là cái phương pháp trực tiếp này là mình chuyển đổi từng dòng một từ trên xuống dưới. Thì đầu tiên là mình chuyển đổi revenue nhá, là cái đầu tiên này. Cost of goods sold là cái thứ hai này. Gross profit thì bỏ qua nhá, vì nó là một cái dòng tranh lợi, một cái tổng của hai cái trên thôi này. Salary and wage expense là cái số 3 này. Thế depreciation thì sao? Tại sao cái dòng này mình lại bỏ qua ấy? Lý do là bởi vì depreciation là một cái chi phí không phải là tiền. Nó là khấu hao. Cái khấu hao là cái sự suy giảm giá trị theo thời gian, chứ hàng năm công ty đó không phải bỏ tiền ra ấy. Nên là cái dòng khấu hao này sẽ bỏ qua, không phải chuyển đổi. Đấy. Dòng thứ tư nhá là other operating expenses là 3577 thì mình cũng có xử lý rồi này. Đấy. Total operating expenses với cả operating profit là mấy cái dòng trung gian thì bỏ qua nhá. Gain on sale of equipment thì sao? Cái này mình cũng bỏ qua, tại vì cái hoạt động bán thiết bị nó là hoạt động đầu tư, đấy, nó không phải là hoạt động kinh doanh, nên mình bỏ qua dòng này. Interest expense thì mình có xét tới nhá, là khoản số 5. Rồi. Tiếp đến này, đó là income tax expense là khoản số 6. Thế tổng cộng là sẽ có 6 dòng là doanh thu và chi phí mà mình sẽ phải chuyển đổi từ dạng accrual sang thành dạng cash. Còn một số dòng mình đánh dấu X ấy, đây có hai cái mình đánh dấu X là khấu hao với cả gain từ việc bán thiết bị, thì nó không phải là kinh doanh hoặc nó không phải là dòng tiền ấy, nên là mình bỏ qua, mình không chuyển đổi hai dòng đấy. Đấy, thì vậy là mình xong được cái phần tính CFO theo phương pháp trực tiếp nhá. Rồi mình sang tới phương pháp tính CFO theo kiểu gián tiếp này. Hôm nay thì mình có nói đấy là phương pháp gián tiếp ấy, thì sẽ bắt đầu từ net income, sau đó thì sẽ thực hiện một số cái điều chỉnh là adjustments để mà từ đó tính thẳng ra được CFO. Đấy, thì cũng giống như phương pháp trực tiếp, nhưng thay vì là điều chỉnh từng dòng một thì sẽ điều chỉnh toàn bộ vào net income. Thì cái phần adjustments là cái phần điều chỉnh vào net income ấy, mình sẽ chia ra làm 4 bước điều chỉnh như là cái bảng ở phần số 2 nhỏ ở đây. Mình sẽ đi qua từng bước điều chỉnh một nhá. Đầu tiên đó là non-cash items. Mình sẽ phải loại bỏ những cái thứ gì mà là non-cash ra khỏi cái net income ấy. Tại vì net income là bao gồm đủ các loại doanh thu chi phí, nhưng mà không phải cái gì nó cũng là tiền. Thì giờ để mà tính dòng tiền thì phải loại những cái thứ gì không phải là tiền ra khỏi net income. Thì mình sẽ làm như sau này. Mình sẽ cộng vào net income các loại chi phí khấu hao là đầu tiên nhá. Depreciation là khấu hao tài sản hữu hình này. Amortization là khấu hao tài sản vô hình. Còn depletion ấy, cái khái niệm depletion này là dành cho những cái tài nguyên thiên nhiên ấy, như kiểu là mỏ quặng các thứ mà mình dùng nó cũng sẽ hao mòn đi. Thì ba cái khoản này gọi chung là chi phí khấu hao nhá. Thì chi phí khấu hao này là cái chi phí không phải là tiền mà mình đã trừ nó vào net income, trừ nó ở trên cái income statement ấy. Thì giờ để mà đổi từ net income ra CFO, mình sẽ phải loại bỏ những cái dòng này đi bằng cách là mình cộng nó lại vào net income. Đấy, tức là mình sẽ add to net income những cái chi phí khấu hao này. Khoản thứ hai nhá, đấy là amortization of bond discount. Cái này là cái gì thì mọi người chưa biết, đây là sẽ học sau, có một cái bài về bond ở những buổi sau sẽ được học. Hiện giờ thì bỏ qua nhá, không cần biết là cái gì đâu, cứ bỏ qua đi. Ngoài ra ấy, thì mình thấy là cái khoản amortization of bond discount này thì
thì nó có ở trong sách, họ có dạy khoản này, nhưng mà bài tập tính toán các thứ là họ không bao giờ họ hỏi đến cái này cả, họ chỉ nêu ra cho đầy đủ thôi đấy, chứ họ không hỏi đến. Nhưng mà dù gì nữa nhá, cái khoản này mình cũng sẽ nhắc tới ở những buổi sau để giải thích kỹ nó là cái gì, thì lúc đấy mọi người sẽ hiểu. Mình sẽ quay lại cái bài này thì mình sẽ hiểu, mọi người sẽ hiểu là tại sao lại điều chỉnh cái này ở đây. Còn giờ thì coi như là không có nhá, bỏ qua cái này đi. Xong rồi amortization of bond premium ấy, thì nó sẽ ngược lại với amortization of bond discount. Tức là thay vì mình cộng vào net income thì mình lại trừ vào net income ấy. Thì khoản này cũng bỏ qua nốt nhá. Đấy, hai cái này là coi như là không cần biết. Đấy, bởi vậy nên là tóm lại này, cái bước điều chỉnh đầu tiên ấy là non cash ấy, thì có thể coi là chỉ có đúng một khoản điều chỉnh duy nhất là khấu hao, và mọi người sẽ cộng chi phí khấu hao đó vào net income để mà bỏ nó ra khỏi net income ấy. Rồi, thế xong bước đầu tiên nhá. Bước thứ hai này, đó là điều chỉnh cho những cái thứ mà không phải là operating. Đấy, thì giống như lúc nãy, có phải là có một khoản nó gọi là gain on sale equipment, là cái khoản mà liên quan tới đầu tư chứ không phải là kinh doanh ấy. Thì bước số 2 mình sẽ điều chỉnh những cái đấy. Những cái nào mà không phải là operating thì sẽ phải loại bỏ nó ra khỏi net income. Cụ thể nhá, mình sẽ cộng vào net income hai thứ này: loss on sale or write down of asset và loss on retirement of debt. Thì sale hay là write down of asset ấy, thì những cái liên quan đến tài sản như thế này thì nó là liên quan đến đầu tư ấy, nó không phải là operating. Còn retirement of debt là cái việc trả nợ, thì nó liên quan tới tài chính, nên hai cái này nó không phải là kinh doanh. Mà bởi vì hai khoản này nhá, nó đều là loss ấy. Nó là loss có nghĩa là mình đã trừ nó ở trên net income rồi, thì giờ để mà bỏ nó đi mình sẽ phải cộng nó lại vào net income. Thế cái gì mình đã trừ đi thì giờ mình phải cộng vào, còn cái gì mà mình cộng vào thì mình trừ đi, thì phải revert nó lại. Ngược lại nhá, thì gain on sale of assets và gain on retirement of debt ấy, là những cái hoạt động đầu tư và tài chính mà lại là gain. Gain thì bởi vì trước đó mình cộng vào income statement thì giờ để loại bỏ nó đi mình sẽ phải trừ đi. Đấy, đơn giản như vậy thôi. Thì xong cái khoản số 2. Cái khoản số 3 là điều chỉnh deferred tax. Đấy, phần này thì là điều chỉnh cho hai khoản DTA và DTL ấy. Đấy, cái này thì cũng đơn giản nhé, mọi chỉ nhớ cho mình này. Delta của DTL thì theo như cái cách số 2 lúc nãy mình nói, nợ đằng trước là dấu cộng, còn tài sản thì đằng trước là dấu trừ. Nên cái bước số 3 này sẽ là cộng delta DTL và trừ delta DTA. Cái thế thôi, ngắn gọn như vậy. Bước số 4 nhá, điều chỉnh những cái khoản vốn lưu động. Thì vốn lưu động thì sẽ là hàng tồn kho, phải thu, phải trả, vân vân, đúng không? Thì toàn bộ bước số 4 nhá, tóm tắt lại này, quy tắc là như sau. Những cái tài khoản nào là current asset ấy, như kiểu là inventory hay là account receivable ấy, thì đằng trước delta của nó là dấu trừ thôi, theo như cách số 2 lúc nãy mình học đi. Có những cái nào là delta của current liability thì bởi vì nó là nợ, nợ tăng thì tiền sẽ tăng, đúng không? Đằng trước là dấu cộng. Đấy, thì toàn bộ bước số 4 là như này: trừ đi delta của current asset cộng với delta của current liabilities. Đấy, thế xong được tổng cộng là có 4 bước điều chỉnh nhá. Đấy, thì qua 4 bước này mình cũng thấy đó là nó cũng đều là những cái khoản mình đã học ở cái phương pháp trực tiếp rồi. Trừ cái phần bond discount và premium gì đó ra thì thôi không nói đến nhá. Những cái còn lại thì đều đã được học rồi, đều đã là những cái thứ quen thuộc ở phương pháp trực tiếp rồi. Thì giờ thì thay vì việc là mình điều chỉnh từng cái chi phí và doanh thu một thì mình điều chỉnh cùng một lúc với cái net income thôi, và chia ra làm 4 bước điều chỉnh như thế này. Ok nhá, thì giờ mình sẽ xem một cái ví dụ cho phương pháp gián tiếp này. Thì vẫn là cái ví dụ số 1 lúc nãy, nhưng mà giờ là dùng phương pháp gián tiếp nhá. Các mọi người mở ra cái trang số 33 ấy. Cái bảng đầu tiên trang số 33 thì là cách tính CFO theo phương pháp gián tiếp. Mình sẽ bắt đầu với net income là 2210. Rồi nhá. Điều chỉnh bước số 1 trước. Bước số 1 thì chính là depreciation expense, là mình cộng vào 1052 này.
Tiếp đến là điều chỉnh bước số 2 đúng không? Bước số 2 là những cái khoản gọi là non-operating, là những cái thứ không phải là hoạt động ấy. Thì sẽ có một cái đấy là gain on sale equipment. Thì bởi vì nó là gain, tức là lúc trước mình cộng vào 205 ở trên income statement thì giờ mình phải trừ đi 205. Bước số 3 thì sao? Bước số 3 thì không có nhá, tại vì cái bài này này là không có DTA hay DTL gì hết, nên riêng bước số 3 là bỏ qua. Bước số 4 thì toàn bộ những cái còn lại đều là bước số 4 hết. Bước số 4 này. Rồi, thế tóm tắt lại nhé, bước số 4 thì là sao? Account receivable thì là trừ delta của account receivable này, trừ delta của inventory này, trừ delta của prepaid expenses, cộng với delta của accounts payable, cộng delta của salary và wage expense, cộng với delta của interest payable, cộng với delta của income tax payable, và cộng với delta của other accrued liabilities. Đấy, thì quy tắc nó vẫn sẽ là delta của current asset thì đằng trước là dấu trừ, còn delta của current liabilities thì đằng trước là dấu cộng. Mình điều chỉnh hết tất cả những cái tài khoản vốn lưu động thêm dấu đằng trước thôi. Thì tính ra nhá, cũng ra là 2606, là CFO 2606. Vậy là mình xong được phần này nhá. Thì quay lại phần lý thuyết này, cái bảng của phương pháp gián tiếp này ấy, thì cái lý do mà họ tách riêng cái bước số 3 và bước số 4 ra ấy, tại sao họ lại tách riêng bước số 3 và bước số 4, mặc dù hai bước này thì cái nguyên tắc nó khá là giống nhau đúng không, tức là delta của nợ thì là cộng delta tài sản là trừ ấy. Nhưng họ vẫn tách ra làm hai bước ấy, tại vì lý do đấy là DTL và DTA ấy, thì nó không phải là working capital, cho nên là họ phải tách thành một bước. Còn những cái thứ còn lại ấy, như kiểu là receivable, payable, inventory thì nó đều là working capital cả, nên họ mới gộp chung vào bước số 4. Đấy. Hay là một cách khác nhá, nếu mọi người quay lại cái phương pháp trực tiếp phía trên này này, cái phương pháp này nhá, thì những cái mình gạch chân màu xanh ra trời đây nhá, receivable này, payable, inventory, salary and wage payable, đấy, tất cả những cái mình gạch chân màu xanh ra trời ở đây có thể hiểu thì nó đều là những cái liên quan tới vốn lưu động ấy, cái này này. Nhưng mà riêng cái DTA và DTL thì nó lại không phải là vốn lưu động, nên họ tách riêng nó ra kiểu như vậy. Giờ mình sang phần số 3 nhỏ nhá, đấy là CFI. Cái phần CFO là cái phần quan trọng nhất, cũng là cái phần khó nhất cái bài này rồi. Nên mọi người hiểu được hai phương pháp trực tiếp gián tiếp là gì rồi ấy, thì coi như là xong được phần lớn bài này. Cái phần còn lại thì cũng quan trọng nhưng mà nó sẽ không quá là phức tạp. Phần số 3 nhỏ là CFI. Thì phần CFI ấy, investing thì liên quan tới tài sản dài hạn. Đấy. Thì phần này nhá, thì có một cái nhá, quy tắc chung như thế này, mình nghĩ là có thể có ích cho mọi người để mọi người tham khảo như sau này. Nếu giờ ấy mình nhìn vào cái có hai cái báo cáo là income statement này và balance sheet đúng không? Rồi. Income statement thì có các loại doanh thu chi phí để ra net income này. Balance sheet thì sẽ có current asset, xong rồi non-current asset, current liability và non-current liability, xong rồi equity. Được nhớ. Thế thì có một nguyên tắc chung là như sau này, CFO ấy nó sẽ liên quan tới những cái gì? CFO thì nó sẽ liên quan tới những cái doanh thu chi phí ở income statement này, cũng như là cái phần current asset và current liability.
đều là CFO đúng không? Đấy, như lúc nãy thì mình học ấy, CFO cách tính đấy là mình sẽ nhìn các khoản doanh thu và chi phí này, xong mình sẽ điều chỉnh bằng những cái tài khoản vốn lưu động là current asset và current liability. Đấy, nên là những hai cái, những cái ở trên như mình biết đây là nó tác động tới CFO. Thế tiếp đến nhá, thế CFI thì sao? CFI ấy là mình sẽ nhìn vào cái phần non-current asset, là cái phần tài sản dài hạn ấy. Những cái thứ mà liên quan tới non-current asset thì sẽ sinh ra CFI. Còn cuối cùng là CFF. CFF thì nó sẽ là gồm vốn, vốn thì sẽ equity và non-current liability. Như thế này. Nhưng không phải lúc nào nó cũng tuân theo quy tắc này đâu. Chỉ là thông thường thì là như thế thôi. Thì giúp mọi người dễ nhớ hơn thôi. Người ta sẽ vẫn có một số ngoại lệ. Thế nhá. Rồi ok này. Thế giờ thì về phần CFI. Dòng tiền liên quan hoạt động đầu tư ấy thì sẽ gồm hai thứ. Cái thứ nhất, tiền bỏ ra để mua tài sản dài hạn. Cái khoản này ấy, nếu có thì họ sẽ phải cho sẵn. Cái này em không thể tự tính ra được. Đấy, đề bài nó phải cho cái này. Cái thứ hai đó là tiền nhận được từ việc bán tài sản dài hạn. Cái này thì hoặc là cho sẵn hoặc là phải tự tính. Rồi. Thì để mà tự tính cái phần gọi là tiền nhận được từ việc bán tài sản dài hạn ấy, mọi người thấy là có tận 4 cái công thức, là cái dấu chấm màu trắng ở đằng trước ấy, có 4 cái công thức liền. Thì nhìn qua thì thấy rất là phức tạp. Tạm thời ấy, mình sẽ bỏ qua 4 công thức này. Rồi mình sẽ xem thẳng một cái ví dụ luôn nhá, để xem là làm như thế nào ấy. Thì mình nghĩ mọi người sẽ dễ nhớ hơn là cái việc nhìn công thức kiểu này. Thì vẫn lại quay lại ví dụ số 1 mà nãy đang làm giờ. Thì mình sẽ tính CFI cho công ty này nhá. Thì CFI thì như mình nói mọi người ấy, tất nhiên là trong bài thi ấy, là không bao giờ có chuyện họ cho một cái đề bài mà nó gồm một cái income statement rất là dài và một cái balance sheet rất là dài như này đâu. Đấy, ví dụ ở trên lớp hay ở trong sách thì nó là mang tính tổng quát nên họ mới cho dài như vậy. Còn trong bài thi ấy, thì thường họ sẽ không bắt người phải tính toàn bộ CFO hay là CFI, CFF, mà họ sẽ yêu cầu mọi người tính một cái gì đó nhỏ trong phần đó thôi. Thế ví dụ như thay vì việc họ yêu cầu mọi người tính CFO, họ chỉ yêu cầu mọi người tính là cash paid to suppliers là bao nhiêu thôi chẳng hạn. Thì họ sẽ chỉ cho một vài gạch đầu dòng thông tin cần thiết để tính thôi. Chứ không có chuyện họ cho 10 gạch đầu dòng, rất là phức tạp. Thì mặc dù đi thi nó đơn giản hơn, nhưng mà như bây giờ trên lớp, bởi vì là ví dụ này nó tổng quát đi, nên mình sẽ làm theo cái góc nhìn tổng quát. Đó là mình sẽ nhìn vào cái phần tài sản dài hạn. Cái tài sản dài hạn ở trong cái bảng balance sheet này thì nó sẽ có đây nhá, là cái phần mình đánh dấu ở đây. Land này, buildings, equipment, xong rồi trừ đi khấu hao lũy kế. Bây giờ để xem là cái phần CFI nó thay đổi như thế nào ấy. Thì trước hết này, ở đề bài sang đằng trước có một câu rất là quan trọng. Họ bảo là trong năm nay thì công ty này mua thêm thiết bị mới là 1.300. Thế suy ra được luôn là cái phần tiền bỏ ra để mua tài sản dài hạn là 1.300 rồi. Họ phải cho sẵn cái đấy. Thế cái tiếp theo đó là mình muốn biết ý, là thế thì mình có mua, mình có bán đi cái gì không? Thế thì mình mua thêm thì họ phải cho sẵn, nhưng bán đi thì chưa chắc họ đã cho sẵn. Thế bài này nhá, để xem là mình có bán đi cái gì không ấy, thì mình sẽ nhìn vào cái phần tài sản dài hạn này. Mình thấy là land thì đầu năm và cuối năm không đổi, land cũng không bị khấu hao, nên nếu mà không có thông tin gì hơn thì mới thể tạm thời mình suy ra là không có gì ảnh hưởng tới land cả, bỏ qua land. Building cũng như thế nhá, cũng thế này, 3680 này, bỏ qua này. Mới đến phần equipment thì có một vấn đề như sau. Đó là người thấy là đầu năm là 8555, cuối năm là 8798, và cái sự thay đổi là 243. Thế cái điều này có nghĩa là gì?
Trước hết nhá, nhắc lại này, những bài trước mình được học ấy, cái dòng equipment này thì họ measure, tức là họ đo lường cái dòng này ấy, là theo historical cost, là theo cái giá gốc lúc mình mua nó về. Thế giờ nếu mà nhìn vào cái dòng này này, 8555 nó tăng lên là 8798 ấy, thì nó tăng lên có lẽ mình phải mua thêm cái gì đó đúng không? Mình mua thêm cái gì đó thì ở trên có nói rồi. Đây mình mua thêm 1300. Đấy. Nhưng cái vấn đề ở đây là như thế này này. Nếu mọi người lấy nhá, mọi người lấy 8555, đúng ra nếu mà cộng với 1300 là cái mua thêm trong năm nay thì nó phải bằng cái cuối năm đúng không? Thì nếu mà cộng cái này vào thì đúng ra cái cuối năm nó sẽ phải là bằng 8855 ấy. Nhưng mà ở đây thì nó không phải là 8855 mà nó lại là bằng, không phải 8855, nó là bằng 9855 đúng không? Rồi. Nhưng cái số cuối năm lại không phải là 9855 mà là 8798. Tức là hẳn là mình phải bán đi một cái gì đó thì cái phần giá gốc nó mới bị giảm đi thế này. Rồi. Tức là ở đây đơn giản thôi, mình sẽ phải bán đi một cái gì đó để mà cái cuối năm thì nó là 8798. Chưa tính hỏi sớm này thôi. Thì cái phần này nhá, mình xem luôn đáp số họ tính ra là bằng 1057. Nhưng cái quan trọng ở đây này, thì cái 1057 này nó là cái gì? Ý nghĩa 1057 này này, đây nó là cái, nó không phải là số tiền mình nhận được từ việc bán nhá, mà cái này ấy, nó là cái giá gốc của cái thứ mình bán. Tại vì là toàn bộ cái dòng này nó đều là historical cost cả, nên là cái dòng này nó không nói gì tới dòng tiền hết. Nó chỉ nói tới đúng một việc ấy, đó là mình có bán một cái gì đấy đi, và cái historical cost của cái thứ mình bán đi nó là 1057. Tại vì khi mình bán một thứ đi thì những cái thứ liên, những cái khoản mục liên quan tới thứ đó là phải bị loại bỏ ra khỏi cái balance sheet. Tức là cái 1057 này nó bị loại bỏ ra khỏi cái dòng này, thì tức là cái 1057 nó phải là cái historical cost của cái thứ mình bán đi. Rồi nhá. Xong một bước này. Với bước tiếp theo là như sau. Bây giờ mọi người nhìn vào cái khấu hao lũy kế. Khấu hao lũy kế đầu năm là 2891 nhá. 2891 này. Đúng ra ấy, thì nếu mình lấy cái khấu hao lũy kế đầu năm là 2891, mình cộng với cái chi phí khấu hao trong năm để mình check ở trên, ở phía trên nhá. Ở trang đằng trước ấy thì chi phí khấu hao nó là 1052. Nên nếu mình lấy khấu hao lũy kế đầu năm cộng với 1052 thì hẳn là nó phải bằng khấu hao lũy kế cuối năm. Đấy. Nhưng mà ở đây nó lại không bằng. Đấy. Tại vì nếu mà cộng vào đúng ra thì ở đây mọi người cộng vào nó sẽ phải là bằng 3943 gì đó ở đây. Đấy. Nhưng mà khấu hao lũy kế thì nó lại là bằng 3443. Suy ra ấy, là trong năm nay mình cũng bán một cái gì đó đi để mà mình loại bỏ cái khấu hao lũy kế của thứ đấy, là cái hỏi chấm này, để mà cái khấu hao lũy kế cuối năm nó chỉ còn là 3443 thôi. Rồi, thì mình lại tìm cái hỏi chấm này thôi. Cái hỏi chấm này thì là 500. Thì cái 500 này ý nghĩa đây nó sẽ là cái accumulated depreciation, viết tắt là AD nhá, của cái thứ mình bán đi. Đấy. Tức là từ hai cái dòng ở trên cái balance sheet là mình suy ra được là cái giá gốc của cái thứ mình bán đi là bao nhiêu và khấu hao lũy kế của cái thứ mình bán đi là bao nhiêu. Thế từ đó nhá, nếu mình lấy cái giá gốc ấy là 1057, mình trừ đi cái khấu hao lũy kế của thứ mình bán đi, giá gốc trừ khấu hao lũy kế thì sẽ ra được cái giá net đúng không, là cái book value ấy, là cái giá trị của cái thứ mình bán đi ở thời điểm mình bán ấy. 1057 trừ 500 là bằng 557. Thì cái 557 này ý nghĩa nó sẽ là cái book value hay là cái carrying value
của cái thứ mình bán đi ở thời điểm bán ấy. Đấy, thì công thức là như vậy. Công thức cho tài sản cố định ấy là cái nguyên giá, cái giá gốc trừ đi khấu hao lũy kế là ra cái giá net, cái book value. Thế xong được 3 công thức rồi nhờ. Công thức cuối cùng này, giờ cái mình muốn tìm ấy, đó là số tiền mình nhận được từ việc mình bán, đúng không? Là hỏi chấm nhá. Rồi, bước cái hỏi chấm này, số tiền mình nhận được mình bán ấy, thì mình sẽ sử dụng cái thông tin như sau này. Là mới quay lại cái income statement ấy, mới thấy là có một cái dòng, nó là gain on sale of equipment. Có nghĩa là mình bán một cái gì đó đi và mình gain là 205. Mình gain là 205 có nghĩa là cái số tiền mình thu được nó lớn hơn cái book value là 205, thì mình gain cái phần chênh lệch đó. Cho nên ấy, là nếu như mình lấy cái số tiền mà mình bán ra nhớ, là cái hỏi chấm này này, mình trừ đi cái book value là 557 thì sẽ ra được cái phần mình gain là bằng, đây là 208 đúng không? 205. Đấy, từ đó thì cái hỏi chấm này nó sẽ là cái phần tiền mình nhận được thôi, là bằng 205 cộng 557 là 762 đúng không? 762 là số tiền nhận được từ việc bán thiết bị trong năm. Đấy, thì tổng kết lại nhớ thì có 4 công thức này. Một công thức này thì mọi người kéo ra trang đằng sau ấy thì cũng có ở phần đáp án này. Đây là cái phần ở trên màn hình mình khoanh lại đây nhá. Đấy, còn vừa rồi thì mình chỉ giải thích ra để mọi người hiểu mình đang làm cái gì thôi. Cái công thức thì có ở đây rồi. Rồi, thế từ đó này thì mình lại mở sang trang số 33 ấy. Mới sang cái phần tính CFI ở trên màn hình này. CFI được tính như sau nhá, sẽ có hai khoản đúng không? Tiền nhận được từ việc bán cái cũ đi là 762, tiền bỏ ra từ việc mua cái mới là 1300 để bài cho sẵn. Tức là CFI sẽ là bằng âm 538. Rồi, thế xong nhá. Được xa tới cái dòng tiền cuối cùng là CFF. Thì CFF thì nãy mình có nói là sẽ nhìn vào hai khoản ở trên cái balance sheet ấy. Thứ nhất đó là non-current liabilities. Và thứ hai đó là equity. Tại vì hai khoản này nó đại diện cho hai nguồn vốn chính, đó là debt với cả equity, là hai nguồn vốn chính ấy. Thế trong phần equity nó chia nhỏ ra làm cổ phần ưu đãi, cổ phần thường các thứ, nhưng mà thôi tạm bỏ qua mấy cái đấy. Cứ biết là có hai nguồn vốn chính là debt và equity thì sẽ phát sinh ra cái dòng tiền CFF. Rồi thì ví dụ phần này nhá, đó là thứ nhất đấy là tiền bỏ ra để trả nợ hoặc mua lại cổ phiếu này, hoặc là tiền nhận về từ việc đi vay tiền hoặc phát hành thêm cổ phiếu. Thì mình lại áp dụng vào cái ví dụ số 1 mình đang làm đi. Sẽ nhìn vào cái balance sheet của ví dụ này để xem là cái phần nợ dài hạn và vốn chủ sở hữu thì có gì đặc biệt ấy. Đây mới thấy nhá, phần nợ dài hạn này, long term debt, thì đầu năm là 3575, cuối năm là 3075, tức là giảm đi 500. Cái phần này họ đơn giản hóa đi khá là nhiều, thì mọi người tạm chấp nhận như sau nhá. Nếu như mà chỉ cung cấp thông tin như trên đề bài ấy, thì mình có thể tạm suy ra là trong năm công ty này có trả bớt nợ là 500. Tức là sẽ có một dòng tiền CFF là bằng âm 500, là trả bớt nợ dài hạn đi 500. Tiếp đến nhá thì là common stock. Common stock ấy thì từ 4350 giảm xuống 3750,
Nếu không nói gì thêm ý, thì cái 600 này giảm đi có thể suy ra là công ty này họ mua lại cổ phiếu của chính họ. Đấy. Thì thông thường nếu mà mua lại cổ phiếu ý, thì sẽ có thêm một cái dòng gọi là cổ phiếu quỹ mà hôm trước mình có nói gọi là treasury stock ý. Nó là một cái số âm ý. Đấy, nhưng mà ở cái ví dụ này thì họ không tách riêng ra là một cái dòng cổ phiếu quỹ, họ gộp chung lại thành một cái dòng là common stock thôi. Thì common stock nó giảm đi 600 thì cứ tạm chấp nhận là mua lại cổ phiếu là 600. Tức là sẽ có hai cái dòng tiền như vậy. Thì mọi người xem ở đây này, ở cái phần tính CFF ấy, thì có tiền bỏ ra để trả nợ là 500, tiền bỏ ra để mua lại cổ phiếu cũng là 600, thì là 1.100 nhá. Nhưng ngoài ra có một cái thứ ba nữa, đấy là trả cổ tức. Đấy, phần này thì mọi người lưu ý một chút này. Nếu mọi người nhớ lại đề bài ấy, thì đề bài nói là công ty này theo US GAAP. Mà nếu mà theo US GAAP ấy, thì dividend paid sẽ là CFF. Cho nên là ở ví dụ này là ở phần CFF nó sẽ có thêm một cái phần là dividend paid nữa. Thì phần dividend paid này tính như thế nào? Thì công thức mình đã học ở lúc nãy rồi đúng không? Đây nhá, công thức quay lại một chút này. Ở phía trên thì cái công thức tính dividend paid ý, nó là cái công thức mà đây, cái công thức mà mình khoanh tròn màu đỏ ở đây này, là công thức khá đặc biệt ý, là tính dividend paid dựa trên net income, retained earnings với cả dividend payable. Rồi nhớ mình sẽ áp dụng công thức này để mình tính dividend paid cho công ty ở ví dụ vừa rồi. Ở đây thì công thức ở phần đáp án là như sau này. Ở trang 32 nhá, thì cash paid for dividends ấy, sẽ là bằng 2210 là net income này, trừ đi 1090 là delta của retained earnings. Đúng ra ấy, còn phải trừ đi delta của dividend payable nữa đúng không? Nhưng mà bài này không có cái này, không có tài khoản này, nên là sẽ bỏ qua cái dividend payable đi. Chỉ có hai khoản, đấy là net income và retained earnings, là nó tác động tới tiền trả cổ tức thôi. Tức là tiền trả cổ tức là 1120. Đấy. Và từ đó thì suy ra là CFF của mình nhớ, nó sẽ có thêm một khoản là âm 1120 là tiền trả cổ tức cho cổ đông. Tổng sẽ là âm 2220 là CFF. Đấy, thì vậy là mình xong được ví dụ số 1. Để ví dụ này ví dụ rất là dài, tổng quát đi. Nếu mà người hiểu hết được từ đầu đến cuối thì mình nghĩ là ổn. Để biết được là tính CFO theo hai phương pháp trực tiếp gián tiếp này, tính CFI, tính CFF. Để sẽ học tiếp nhau. Đấy, phần còn lại của bài này thì cũng khá là nhẹ nhàng thôi. Cái những cái nặng nhất đã qua hết rồi. Phần còn lại của bài này ý, nó là cái learning module số 5. Tại vì lúc nãy lúc mà mọi người nhớ, đấy là ở đầu bài ý, mình còn nói là đây là cái bài mình ghép giữa bài số 4 và bài số 5. Đấy, thì cái bài learning module số 4 ý, thì là phần tính CFO, CFI, CFF. Còn cái learning module số 5 thì là cái phần còn lại. Đấy, nên là bây giờ mình học sang phần số 4 la mã trở về sau, nó sẽ thuộc về cái learning module số 5 nhớ. Đấy, phần này thì đơn giản như sau này. 4 la mã đánh giá những cái dòng, cái nguồn tiền vào và nguồn tiền ra ấy. Đấy, phần này thì họ nói rất là chung chung thôi. Thế trong thực tế thì để mà phân tích dòng tiền ra vào một công ty thì sẽ rất là phức tạp ý. Đấy, thì cái này thì họ cũng chỉ nói chung chung như sau nhá. Đó là sẽ gồm hai bước. Bước thứ nhất ý, đấy là xác định những cái nguồn tiền vào và ra, phân theo 3 nhóm là operating, investing và financing. Thế ví dụ ở trong phần CFO chẳng hạn thì mình phải xác định được là những cái dòng tiền chính, đấy là tiền nhận từ khách hàng này, tiền trả nhà cung cấp này, tiền trả lương này, vân vân, ý họ như vậy. Sau đó ấy, bước thứ hai ấy, là sẽ đánh giá những cái main drivers, tức là những cái yếu tố chính mà tác động tới những cái dòng tiền trong nhóm đó ấy. Thế ví dụ cash paid to suppliers thì những cái gì ảnh hưởng cái dòng tiền đấy, hay là ví dụ cash paid for taxes là trả thuế chẳng hạn,
thì những cái gì ảnh hưởng tới từng cái đó ấy, để cái main driver cho từng cái dòng tiền là cái gì ấy. Thì nói chung chung là như vậy, còn cụ thể thì nó sẽ là case by case, nó sẽ tùy vào cái bản chất của cái ngành đấy, của cái công ty doanh nghiệp đó ấy, nó sẽ khá là phức tạp. Thì phần này nhá, không quan trọng đấy. Nếu mà muốn biết kỹ hơn thì có thể đọc thêm trong sách, nhưng trong sách họ cũng nói rất là chung chung thôi đấy, nên mình thì nghĩ là thêm bỏ qua. Phần số 5 La Mã, đấy là phân tích cái báo cáo dòng tiền theo kiểu common size, tức là phân tích dưới dạng phần trăm ấy. Thế nhắc lại này, cái income statement thì phân tích common size, có nghĩa là mình sẽ viết tất cả các dòng dưới dạng phần trăm của net revenue. Cái balance sheet thì là mình viết dưới dạng phần trăm của total asset. Còn sang cái cash flow statement ấy, là cái báo cáo dòng tiền ấy, thì có hai cách phân tích common size liền. Cách thứ nhất ấy, họ gọi là total cash inflows, total cash outflows approach. Cách này ấy, thì những cái dòng nào mà là inflow, là dòng tiền vào ấy, sẽ được viết dưới dạng phần trăm của total inflows. Còn những cái dòng tiền nào mà là tiền ra, là outflow, sẽ được viết dưới dạng phần trăm của total outflows. Để tách riêng ra in và out, phần trăm từng cái. Cách thứ hai gọi là net revenue approach. Cách này thì tất cả các dòng tiền, kể cả là dòng tiền ra, dòng tiền vào ấy, đều được viết dưới dạng phần trăm của net revenue, tức là doanh thu thuần. Thì riêng cái báo cáo này là có hai cách trình bày dưới dạng phần trăm thay vì là một cách. Giờ mình sang tới phần số 6 La Mã. Phần 6 La Mã là học về hai cái dòng tiền gọi là free cash flow, đấy là FCFF và FCFE. Thì bây giờ để học về cái phần này thì mình muốn nói qua một vài điều như sau. FCFF và FCFE là hai cái dòng tiền rất là quan trọng trong việc định giá. Định giá ở đây có nghĩa là khi mọi người học xong môn equity thì mọi người sẽ có một cái phần gọi là định giá cổ phiếu. Định giá cổ phiếu thì có nhiều cách. Có thể định giá bằng cách là chiết khấu dòng tiền, chiết khấu cổ tức về, hoặc là chiết khấu những cái dòng tiền FCFF, FCFE ở này. Để có nhiều cách định giá khác nhau. Thì sang môn equity sẽ được học kỹ hơn. Thì FCFE và FCFF là hai cái dòng tiền quan trọng dùng cho định giá ấy. Và môn equity có dạy kỹ, có giải thích rõ nó là cái gì này. Ở cái môn FSA này thì họ cũng có nói đến, nhưng họ nói khá là vắn tắt thôi, họ không giải thích kỹ. Xong họ cũng quẳng mấy công thức ra đây, nhưng họ cũng không thực sự giải thích rõ ràng là tại sao như vậy. Bởi thế nhá, nên mình nói trước luôn là mục tiêu của mọi người phần này là mình học thuộc công thức. Tất nhiên mình sẽ vẫn giải thích là tại sao như vậy, nhưng cái việc là tại sao ấy thì nó không quan trọng ở môn này, nó quan trọng ở môn equity cơ. Còn môn này thì cái quan trọng là mọi người học thuộc công thức. Khi làm bài tập hay đi thi, họ sẽ cho sẵn tất cả những cái biến này, thì mới lắp số và công thức là người tính ra. Thế thôi. Thế nhớ, nên là ưu tiên cái điều đấy. Thế kể cả sau này mọi người có sắp đi thi, có quyết định là học kỹ hay là học không kỹ chẳng hạn, thì phần này kể cả là không hiểu ấy, thì ít ra cũng nên học thuộc công thức nếu được. Ưu tiên học thuộc công thức nhá. Tiếp đến thì là sẽ giải thích là cái này nó là cái gì. Thì mình sẽ giải thích FCFF và FCFE nó là cái gì này. Cho hết nhá, đấy là FCFF. Cái này nó là cái gì? FCFF viết tắt của Free Cash Flow to the Firm. Rồi nhá. Thế bây giờ tên gọi của cái FCFF này có nghĩa là gì? Ý nghĩa ở đây đấy là những cái dòng tiền mà trong một năm một công ty tạo ra được, mà nó available cho cái firm. Mà available cho cái firm ấy, firm ở đây có nghĩa là sao? To the firm ấy, tức là mọi người phải hiểu là firm là gồm những cái thằng investor mà góp vốn vào công ty này này. Thì investor góp vốn vào ấy, mình sẽ tạm thời mình đơn giản hóa là chỉ có hai nguồn vốn thôi, đấy là debt với cả common equity. Debt là đi vay tiền nhá, đi vay ngân hàng hoặc là đi phát hành trái phiếu gì đấy. Còn cái thứ hai là common equity. Common equity là cổ phiếu thường, cổ phiếu phổ thông mà có quyền bỏ phiếu ấy. Còn cổ phiếu ưu đãi thì không có nhá, không xét tới ở đây. Coi chỉ có cổ phiếu thường thôi. Cái ý nghĩa của FCFF đó là cái dòng tiền mà gọi là available cho hai bọn này. Available có nghĩa là
nó dành cho hai bọn này, chứ không có nghĩa là cái số tiền trả cho bọn này nhá. Thế ví dụ có thể là available là tận 1.000 nhưng mà trong năm chỉ trả ra 200 thôi chẳng hạn, còn 800 thì vẫn giữ lại. Đấy, thì cái quan tâm là nó không phải là cái phần mà paid trả ra, mà là cái phần available, là cái phần mà có thể trả ra được. Thế để tính FCFF thì họ làm như sau này. FCFF thì công thức là như này nhá, nó sẽ là bằng NI cộng với một cái gọi là NCC này, xong trừ đi một cái là WCINV này, xong rồi sau đó còn hai cái nữa, đó là mình cứ viết hết công thức ra đã nhá. Cộng interest nhân 1 trừ T, xong rồi trừ đi cái này. Thì cái công thức này sẽ gồm 5 biến, 5 cái thành phần. Thì mình sẽ giải thích từng thành phần một. Đầu tiên là NI. NI là Net Income. Ok, xong. Tiếp đến là cái NCC ấy. Thì NCC là viết tắt của Non-Cash Charges. Đây, mình sẽ viết ra nhớ. Non-Cash Charges. Thế cái NCC này nó là cái gì? Thì ý nghĩa của phần này là như sau này. Ba cái đầu tiên ở đây ấy, Net Income cộng NCC trừ đi WCINV ấy, theo cái ba cái khoản này ấy, nó chính là CFO. Và bởi vậy nên là Net Income mà ra được CFO, họ cộng với NCC và họ trừ đi cái WC này, có nghĩa là đây là chính là cái phương pháp gián tiếp để mà tính CFO. Ta mới nhớ phần đằng trên là cái phương pháp gián tiếp để tính CFO, lấy bắt đầu từ Net Income, xong mình sẽ cộng trừ một đống các thứ vào ấy. Thì những cái thứ mình cộng trừ vào nó chính là cái NCC và cái WC này. Thì cụ thể là tại sao lại như vậy nhá? Thế cái NCC là cái gì? Cái NCC này là như sau này. Bây mình quay lại cái bảng phương pháp gián tiếp đằng trên. Đây là cái bảng này này. Thì cái NCC ấy, nó chính là cái số 1 ở đây. Non-cash items. Và cụ thể ấy, thì thông thường ấy, họ giả định là cái NCC nó sẽ chỉ gồm đúng một thứ duy nhất thôi là khấu hao. Có những cái khác không quan trọng, có những không có, nó sẽ bé hoặc nó không tồn tại ấy, thì bỏ qua hết đi. Nên suy ra nhá, cái NCC nó sẽ chính là cái phần depreciation của cái phần non-cash, là cái phần số 1 này. Đây là NCC. Tiếp đến nhá, thì cái phần số 2 này sao? Phần số 2 này mình sẽ tạm coi là nó không có, không tồn tại cái này. Phần số 3 mình sẽ cũng coi là nó không tồn tại, những cái DTA và DTL. Cuối cùng là phần số 4. Phần số 4, cái điều chỉnh thứ tư ấy, nó chính là cái bước trừ đi một cái nó gọi là Working Capital Investment, trừ đi WCINV. Thì cái WCNV là chính là bước số 4. Còn tại sao nó lại là bước số 4 ấy? Thì là như sau nhá. Đây, cái này mình nghĩ là cần phải giải thích rõ này. Working Capital Investment là cái gì? Working Capital Investment ấy, thì trước hết nhá, tôi phải nói về Working Capital là cái gì đã. Working Capital ấy, thì thực ra cái định nghĩa cụ thể chính xác ấy, nó hơi phức tạp. Hiện tại thì mọi người tạm chấp nhận Working Capital nó sẽ là bằng Current Asset trừ đi Current Liability. Đúng ra, thực ra nó không phải như này đâu. Tại vì là không phải toàn bộ Current Asset và Current Liability nó đều là Working Capital ấy. Có những thứ ở trong phần Current Asset và Current Liability nó không phải là Working Capital. Nhưng giờ mình sẽ tạm thời là mình bỏ qua điều đấy nhá. Mình sẽ tạm coi là công thức như này đi. Rồi, ok nhá. Thế điều đó suy ra một điều ấy, đấy là Working Capital Investment ấy, nó sẽ phải là bằng Ending Working Capital trừ đi Beginning Working Capital. Thế bằng Working Capital cuối năm trừ Working Capital đầu năm. Thế suy ra nó sẽ bằng cái gì? Nó chính là bằng
ending CA trừ ending CL, xong rồi lại trừ đi beginning CA trừ beginning CL. Thì nếu mà ghép vào thì nó sẽ là bằng delta của CA trừ delta CL. Rồi nhá. Cái điều này có nghĩa là công thức của mình ấy, nãy mình có viết là net income cộng với NCC xong rồi trừ đi working capital investment bằng CFO ấy, mình có viết như này ấy. Thì cái NCC nó là bước số 1 nha. Còn cái trừ working capital investment nó là bước số 2. Thế cái trừ này nó là cái gì? Cái trừ ở đây ấy, trừ working capital investment nó sẽ là trừ của delta CA trừ delta CL đúng không? Tức nó sẽ là bằng trừ delta CA cộng delta CL. Mà trừ delta CA cộng delta CL ấy, nó chính là cái bước số 4 ở đây. Nó sẽ là cái bước điều chỉnh số 4 này này. Đây là trừ delta của current asset và cộng delta của current liabilities. Có nghĩa là mình viết ra, mình viết công thức ra ở đây thì để chứng minh cho mọi người thấy. Đấy là cái bước trừ đi working capital investment. Nó chính là cái bước điều chỉnh số 4 ở trong cái phương pháp gián tiếp này. Thế mọi thứ nó vẫn hợp lý, nó không có gì là bị sai hết. Thế nhưng mình sẽ viết số 4 đây nhá, cho nó chính xác này. Đấy là bước số 1 và bước số 4. Còn bước số 2 và bước số 3 thì sẽ tạm coi là không có. Tại vì là thường là nó không có hoặc là nó rất là bé. Nên chỉ có bước số 1, bước số 4 là hai bước điều chỉnh cho phương pháp gián tiếp này thôi. Thế quay lại công thức của cái phần FCFF này. Rồi, thế giờ thì sao? Thế là phải nhớ cái gì đúng không? Thứ mà cần phải nhớ là như sau nhá. Cái NCC này họ sẽ cho sẵn. Hoặc nếu họ không cho sẵn ấy, họ sẽ có một dòng họ ghi là depreciation. Thì mới dùng luôn cái dòng depreciation đấy là cái NCC này. Tại vì họ giả định là cái NCC nó chỉ có depreciation không thôi. Nên là nếu họ không cho hẳn cái NCC thì mới dùng cái depreciation cho cái đấy luôn. Còn cái working capital investment này họ cũng sẽ cho sẵn nhá. Thường họ sẽ cho sẵn. Đấy. Còn nếu họ không cho sẵn ấy, thì họ sẽ phải cho các thông tin để mọi người tính ra được cái delta CA và delta CL bằng bao nhiêu ấy. Thì từ đó mọi người sẽ tính ra được cái working capital investment là bao nhiêu. Đấy thì tóm lại chỉ cần nhớ đó là trừ của working capital investment thì nó chính là trừ delta CA cộng delta CL. Đấy, đây là cái quan trọng cần phải nhớ. Tức là họ sẽ hoặc họ sẽ cho sẵn hoặc là sẽ phải tính một cách gián tiếp, một cách trung gian thế nào đấy. Thì mọi người hiểu được bản chất thì mình sẽ tính ra được. Rồi, thế là xong nhá. Đấy. Thì xong ba cái khoản đầu tiên là ra CFO này. Xong CFO rồi thì còn hai cái khoản đằng sau nữa. Đấy là cộng với interest nhân 1 trừ T ấy. Cái interest nhân 1 trừ T này, cái này họ gọi là cái khoản after tax interest. Thì lý do mà mình cộng cái này vào CFO ấy là bởi vì cái phần lãi vay là cái phần mà mình sẽ trả cho bọn debt đúng không? Bọn debt investor là một trong hai nhóm nhà đầu tư. Đấy. Nhưng bây giờ mình đang muốn tìm một cái dòng tiền mà nó available cho cả hai bọn debt và equity. Mà mình lại lỡ trừ đi cái phần lãi vay vào CFO rồi thì mình phải cộng ngược nó lại để xem xét là cái tổng mà available cho cả hai là bao nhiêu. Đấy. Tại vì mục tiêu, ý nghĩa của FCFF đấy là tổng cái amount mà available trước khi trả. Đấy, mà bởi vì là mình đã lỡ, mình trừ đi cái phần after tax interest ở trong cái net income rồi, thì giờ mình phải cộng ngược lại. Mình phải giả định là mình chưa trả cái lãi vay đấy, để xem là tổng số tiền mà có thể phân phối ra là bao nhiêu ấy. Cuối cùng nhá, là sẽ trừ đi fixed capital investment, là cái FCINV này. Thì fixed capital investment này, nó sẽ là cái phần nó gọi là net capex. Thì net capex nó sẽ là bằng cái gì? Net capex là cái phần net của việc đầu tư tài sản cố định ấy. Đầu tư tài sản cố định thì sẽ là bằng capex trừ đi sales proceeds. Có nghĩa là cái net capex là bằng cái số tiền đầu tư mới trừ đi số tiền nhận được từ việc bán cái cũ đi.
Đấy, giả dụ trong năm nay mình bỏ ra 1.000 đô để mình mua thêm tài sản cố định mới, nhưng mình lại bán đi những tài sản cố định cũ với số tiền nhận về là 400 chẳng hạn, thì cái net capex là 600. Tức là trong năm nay thì cái phần tiền chênh lệch, phần tiền dòng mà mình đầu tư vào tài sản cố định là 600 ấy. Tức là cái fixed capital investment là bằng 600. Rồi nhớ thêm tổng kết lại công thức này ý nghĩa là gì. Ý nghĩa công thức này này, đó là FCFF, là cái dòng tiền mà available cho bọn debt và bọn equity ý. Nó sẽ là cái phần CFO, là cái phần dòng tiền kinh doanh tạo ra trong năm nhá, nhưng phải cộng ngược lại phần after tax interest để mà xét ra cái tổng lượng available có thể trả ra ấy. Nhưng mà sau đó sẽ phải trả những cái chi phí cần thiết để đầu tư tài sản cố định. Đấy, tức là phải đầu tư hết tài sản cố định xong rồi thì cái phần còn lại thì mới là cái phần available cho cái nhà đầu tư ấy. Thì công thức nó gồm 5 phần như vậy. Đấy, thì ở môn equity mình sẽ được học lại cái phần này một lần nữa. Đấy, ở hôm nay thì mình không thể mình nói một công thức mà mình không giải thích gì, nên mình cũng cứ nói qua như thế nhá. Em hiểu qua qua thôi là được. Để sang môn equity học kỹ hơn. Đấy, cái quan trọng là nhớ công thức. Thế từ đó thì mọi người nhìn là có hai công thức từ FCFF này ở trong phần số 6 La Mã ấy. Công thức tính từ net income và công thức tính từ CFO. Đấy, thì lý do là bởi vì là CFO là nó chính là bằng net income cộng NCC trừ đi working capital investment. Đấy, hai công thức này là một, như là biến đổi ra được từ nhau. Để sang công thức số 2 nhá, đấy là công thức FCFE. FCFE thì là viết tắt của Free Cash Flow to Equity. Có nghĩa là bây giờ mình chỉ quan tâm tới cái dòng tiền mà available cho bọn common equity thôi, chứ không quan tâm tới cái phần tiền mà available cho cái bọn debt, là cái bọn cho mình vay nữa. Thì theo mình thấy thì cách dễ hiểu nhất để mà tính FCFE đó là tính từ FCFF. Tức là mình sẽ bắt đầu từ FCFF này, thì mình sẽ điều chỉnh một số thứ để tính ra FCFE. Cái đầu tiên nhá, mình sẽ trừ đi cái phần after tax interest. Thế tại sao lại như vậy? Lý do là bởi vì là công thức tính FCFF thì mình có cộng ngược lại cái after tax interest này vào, là bởi vì là mình quan tâm cái phần mà available cho cả bọn debt lẫn bọn equity. Nhưng FCFE nó chỉ quan tâm cái phần available cho bọn equity thôi. Tức là mình sẽ phải trừ đi hết những cái tiền mà trả cho bọn debt ấy, thì mới ra cái phần trong equity được. Nên bây giờ mình sẽ phải trừ đi cái phần after tax interest này vào FCFF để ra được FCFE. Xong rồi sau đó nữa là phải cộng thêm một cái cuối cùng nữa này, đấy là cộng thêm net borrowing. Thì net borrowing ấy nó là cái gì? Nó sẽ là, nó là bằng new borrowing trừ đi debt repayment. Tức là bằng cái số tiền mình vay thêm trong năm trừ đi số tiền mình trả nợ trong năm. Ví dụ trong năm mình vay thêm 500 nhưng mình lại trả bớt nợ cũ là 100. Tức là net borrowing là 400. Thì cái phần 400 này tại sao lại phải cộng vào cái công thức của mình ấy? Lý do là bởi vì cái 400 này là cái dòng tiền đến từ bọn debt. Bọn debt nó đưa cho mình 400. Mà dòng tiền đến từ bọn debt ấy thì nó chỉ có thể là dành cho bọn equity thôi. Tại vì là chỉ có hai bọn là sở hữu một công ty đúng không? Là cái bọn góp vốn một công ty ấy, là bọn debt và bọn equity. Nên rõ ràng cái bọn debt mà ném tiền vào công ty đó thì cái tiền đấy nó phải available cho bọn equity. Nên mình sẽ cộng thêm cái phần 400 này vào, cái phần net borrowing này, để ra được FCFE là bao nhiêu ấy. Đấy. Xong rồi từ đó nhá, mọi người sẽ thay công thức FCFF ở phía trên vào công thức FCFE này thì ra được công thức đấy là FCFE sẽ bằng CFO, xong rồi trừ đi fixed capital investment cộng với net borrowing ấy. Thì hai công thức này thực ra nó cũng là một thôi. Mọi người chỉ cần thay khai triển cái FCFF này ra từ cái công thức FCFF đằng trên ấy, xong mọi người rút gọn nó đi thì sẽ bằng cái công thức tính theo CFO ở phía dưới. Rồi thế thôi nhá. Đấy, cái đấy thì mọi người tự viết ra được, nên là mình sẽ bỏ qua, mình không viết cụ thể ra nữa. Đấy, thế tóm lại là FCFE cũng có hai công thức,
công thức tính từ FCFF này và công thức tính từ CFO. Thì ở đây có một vấn đề như sau này. Cái công thức tính FCFE từ FCFF ấy là công thức mà mình khoanh tròn màu đỏ trên màn hình này. Công thức này thì ở môn FSA họ không dạy đâu. Họ không dạy công thức này, họ chỉ dạy công thức tính từ CFO thôi. Nhưng mà lý do mà mình nói với mọi người công thức tính từ FCFF ấy là bởi vì mình nghĩ là nếu mà giải thích theo công thức này thì nó dễ hiểu hơn. Đấy, thay vì việc là lại tính từ CFO xong lại cộng trừ một đống các thứ linh tinh ấy thì mình nghĩ nó phức tạp. Đấy. Thì bởi vậy nhá, nên công thức mình khoanh tròn màu đỏ này thì để mà nhớ ấy thì mọi người không nhất thiết phải nhớ. Nhưng mà công thức này nó sẽ có ích, nhất là sang tới môn equity. Đấy. Còn nếu mà ở môn này, nếu mà chỉ đơn giản là để phục vụ cái việc làm bài tập và làm đúng thôi thì không cần nhớ công thức màu đỏ này, chỉ cần nhớ công thức tính từ CFO là được. Đấy, tại vì trong sách họ chỉ dạy công thức tính từ CFO thôi. Rồi thì giờ mình sẽ xem một cái ví dụ tính hai cái này nhá. Mọi người lại mở cho mình cái phần ví dụ ra. Vẫn là ví dụ số 1 là cái ví dụ dài ngoằng từ đầu đến giờ ấy. Thì bây giờ sang ví dụ số 2. Ví dụ số 2 thì là tính FCFF và FCFE cho công ty này. Đấy. Thì mọi người nhìn là công thức rất đơn giản nhá. Nhưng thực ra nó không đơn giản như mọi người nghĩ đâu. Nó có một vài những cái điểm rất là dễ nhầm như sau này. Ở đây có 3 phép tính. Phép tính thứ nhất ý, là mình sẽ phải tính cái tax rate là T. Lý do mình cần tính cái tax rate là bởi vì là mình cần tính một cái khoản gọi là after tax interest, đúng không? Cái INT nhân với 1 trừ T ấy. Thế phải tính cái này. Cho nên là mình phải biết T là bao nhiêu. Thì cái T này đề bài nó không cho. Đề bài nó không cho thì phải tự tính. Tất nhiên tự tính theo cách này thì thường là nó không chính xác lắm ấy. Nhưng mà bởi vì họ không cho nên mình sẽ tạm chấp nhận là tính theo cách này. Cách tính cái income tax rate nhá, sẽ bằng 1139 là cái lợi nhuận trước thuế. Không phải lợi nhuận trước thuế, là cái chi phí thuế, income tax expense ấy. Chia cho 3349 là cái lợi nhuận trước thuế. Đấy, mở đối chiếu lên trên nhá, 1139 và 3349 này. Ở trang, ở cái đề bài số 1 ấy. Đây mình thấy là nó là 3349 và 1139 này. Học sang bài về thuế, mình sẽ biết đấy là thực ra là không được phép tính như này đâu. Tính như này là nó bị sai, nó không được chính xác ấy. Nhưng ở bài này thì mình sẽ tạm chấp nhận là tính như này. Thì tính ra được một cái tax rate là bằng, đây là bằng 34% nhá. Tiếp đến là tính FCFF. Mình sẽ xem là công thức mình gồm những cái gì này. Đầu tiên là họ tính từ CFO đúng không? Tại vì CFO là mình tính sẵn ở ví dụ số 1 rồi, 2606 nhá. Xong rồi cộng với cái phần interest nhân với cả 1 trừ T. Thế cái đặc biệt ở đây ý, đó là cái interest này nó là cái gì? 258 này. 258 này nó không phải là interest expense đâu. Thế nếu mọi người đối chiếu lại phía trên đề bài ấy, mình sẽ thấy đó là ở cái đề bài nhá. Thì interest expense là 246. Nhưng mà cái trong công thức mình là 258 ấy. Thì 258 nó không phải là interest expense mà nó sẽ là cái dòng này này. Nó sẽ là cái phần gọi là interest paid ấy. Đây 258 ở đây. Thế lý do tại sao như vậy? Tại sao lại dùng cái interest paid thay vì là interest expense? Thì cứ hiểu đơn giản cho mình, đấy là lý do là bởi vì là mình đang tính dòng tiền. Và tính dòng tiền thì tất cả những cái thành phần của công thức này nó đều phải là dòng tiền ấy. Đây là interest thì mình cũng sẽ phải sử dụng cái giá trị lãi là cái dòng tiền trả ra, chứ không phải là cái chi phí lãi theo kế toán, là theo kiểu dồn tích nữa. Đấy, mọi người nhớ nhá, cái interest này nó là cái interest payment, interest paid ấy, chứ không phải là interest expense. Đấy, cái payment nó là cái dòng tiền trả ra, còn cái expense nó chỉ là một cái chi phí theo kế toán thôi. Hai cái đấy nó thể lệch nhau đúng không? Nó lệch nhau bởi vì là mình nợ lãi vay các thứ ấy. Đấy. Cuối cùng là trừ đi 538. Thì 538 này thì nó là cái gì? Nó sẽ là đầu tư tài sản cố định đúng không? Thì 538 này nó chính là cái phần CFI ở phía trên ấy. Mình thấy CFI là 538 đây. Rồi.
Bây giờ có một cái lưu ý này với mọi người này. Đó là ấy, cái 538 này nhá, là cái FCINV ấy. Không phải cứ bài nào mà cứ bê nguyên cái CFI để thay vào đây nó là đúng đâu nhá. Bài này thì nó đúng, nhưng các bài khác ấy thì nó chưa chắc nó là đúng. Tại vì là cái phần CFI ở trên cái báo cáo dòng tiền ấy thì nó sẽ gồm CAPEX. Nhưng mà ngoài CAPEX ra ấy, nó còn gồm những khoản đầu tư dài hạn khác. Ví dụ như là kiểu đầu tư vào các loại chứng khoán, tài sản, tài chính các thứ ấy. Nhưng cái đấy thì không phải là CAPEX. Nên là cái CFI ở trong cái báo cáo dòng tiền này không nhất thiết là nó chỉ gồm CAPEX không thôi. Đấy, bài này thì cái CFI nó chỉ gồm CAPEX không thôi thật. Nó 538, nên 538 này nó chính là cái net CAPEX thật. Thì mình bê nguyên nó vào cái fixed capital investment của cái công thức tính FCFF của mình. Nhưng những bài khác mình phải đọc kỹ xem là trong cái phần CFI nếu họ có cho ấy, thì trong phần CFI nó còn có cái gì khác nữa không. Mình phải loại bỏ thứ khác đi, mình chỉ xét những cái thứ nó gọi là net CAPEX thôi. Đấy, cái này nó chính là net CAPEX mình có nói. Thế nó sẽ là bằng đầu tư tài sản cố định trừ đi tiền nhận về từ việc bán tài sản cố định cũ ấy. Đấy, mình chỉ quan tâm tới cái phần net CAPEX thôi. Thế nhớ thì ra được là 2238. Xong rồi sang FCFE. FCFE thì cách tính này sẽ là bằng CFO trừ đi cái phần net CAPEX đúng không? Là Fixed Capital Investment. Xong rồi cộng với net borrowing. Net borrowing là cái phần mà mình vay thêm trong năm ấy. Thì cái phần up 500 này thì mình xem ở phần CFF nhá. Mình thấy là ở phần CFF thì có cái khoản 500 là mình trả nợ cũ ấy. Mình trả nợ cũ có nghĩa là cái phần new borrowing, nhầm, cái phần net borrowing nó là bằng âm 500. Nên là mình lắp âm 500 vào công thức này để tính ra được FCFE là bằng 1568. Phần này thì mọi người về làm bài tập thì mình nghĩ mọi người sẽ hiểu rõ hơn ấy, coi như là biết được là họ ra đề như thế nào ấy. Thế còn trên lớp thì mình sẽ là như vậy thôi. Xong ngoài ra nhá, hôm nay thì còn một phần nhỏ nữa mình muốn nói nốt này, đấy là cái phần cash flow ratio ở cuối. Ở cuối cùng của bài số 4 và số 5 ấy. Đấy. Phần này thì có hai cái bảng thì mình cũng muốn nói luôn. Đó là như sau nhá. Những cái chỉ số về dòng tiền như thế này ấy, thì theo như mình thấy thì họ có hỏi trong bài thi, họ có hỏi nhưng họ không hỏi nhiều lắm. Thì lý do họ không hỏi nhiều lắm ấy là bởi vì là sẽ có một cái bài ở gần cuối môn FSA này, là một cái bài mà chuyên học về các chỉ số tài chính, các loại ratio khác nhau ấy. Thì thường nếu họ hỏi về ratio họ sẽ hỏi ở cái bài đấy. Đấy, thì cụ thể nếu mọi người nhìn vào cái bìa của cái quyển sách này phát ấy, nó sẽ là cái bài số 11 ấy. Cái bài nó tên là Financial Analysis Technique ấy. Thì bài đấy sẽ học với các ratio. Còn cái bài số 4 và số 5 này thì những cái ratio về dòng tiền này cũng có thể bị hỏi đến, nhưng mà mình nghĩ là ít hơn. Nên là cái độ ưu tiên nó không quá cao nhá. Mọi người vẫn nên học nhưng mà không đến mức là quá quan trọng ấy. Thì những cái ratio này thì nó cũng hơi nhàm chán, nó chỉ là nhớ xem là lấy cái gì chia cái gì thôi ấy. Nên giờ mình sẽ nói nhanh cho mọi người cái cách mà mình nghĩ là có thể là giúp mọi người học dễ hơn này. Đấy. Thì cái đống chỉ số dòng tiền này nhá, thì sẽ có hai nhóm là performance ratio là cái bảng số 1 và coverage ratio là cái bảng số 2. Đấy. Điểm chung của hai cái bảng này là những cái chỉ số trong hai bảng này càng cao càng tốt. Rồi. Tiếp đến nhá, để mà nhớ được này, thì cái bảng số 1 ấy là performance ratio ấy. Thì cái điểm chung của cái bảng này này là tử số thì đều là CFO hết. Đấy, mọi người thấy là tử số là CFO. Còn mẫu số ấy, thì mẫu số nó là cái gì ấy, thì sẽ suy ra từ tên gọi của cái chỉ số đấy. Ví dụ cash flow to revenue thì mẫu số là net revenue. Cash return on asset thì mẫu số là asset trung bình. Đấy, có thể dựa vào tên của cái chỉ số để mà suy ra là tử là gì, mẫu là gì. Còn riêng cái cash flow per share ấy, thì cái này thì nó sẽ gần giống cái chỉ số earnings per share mà mình học ở những bài trước ấy. Nhưng mà thay vì là dùng lợi nhuận thì dùng dòng tiền thôi. Thế bây giờ tử số thì sẽ là thay vì là net income trừ preferred dividends sẽ là CFO trừ đi preferred dividends. Đấy nhớ, nên mình nghĩ là cái bảng số 1 thì nó không quá là khó nhớ. Có thể dùng tên gọi của những chỉ số để suy ra được tử và mẫu. Cái bảng thứ 2 sẽ đằng sau là coverage ratio. Thế cái bảng này thì nó khó nhớ hơn.
Cái điểm chung của bảng này nhá, đó là cái tử số ấy, thì cũng đều là CFO cả. Ngoại trừ cái interest coverage ấy, thì nó có thêm là interest và tax expense ở tử. Đấy, còn ngoài ra thì những cái ratio kia thì đều là CFO ở tử hết. Thế còn mẫu số thì sao? Mẫu số ấy, thì những cái chỉ số trong cái bảng này nó khó nhớ hơn ở chỗ ấy, là mọi người nhìn vào tên gọi chưa chắc mới đã suy ra là cái gì đâu. Ví dụ nhá, reinvestment chẳng hạn, mới chỉ số tên là reinvestment. Thì reinvestment ratio là cái gì? Thì nếu mà không biết gì khó suy ra đúng không? Mới phải đọc cái bảng này một chút mọi người mới nhớ được ấy. Đấy, cụ thể reinvestment ở đây ý nghĩa đó là, thế thì cái CFO nó có đủ lớn để mà nó cover tiền cho cái việc tái đầu tư không? Mà tái đầu tư ở đây tức nghĩa là mua thêm tài sản dài hạn ấy. Nên ý mình ở đây nhá, đó là cái bảng số 2 này thì bởi vì là nó hơi khó hơn một chút, là không phải là cứ nhìn mỗi tên là suy ra được ấy, nên mà vẫn cần là phải bỏ một chút thời gian ra để mà nhớ được là thế thì cái logic của cái tên đấy là gì, tại sao họ gọi tên như vậy, và tử số mẫu số là cái gì. Đấy, và tóm lại là những cái chỉ số này thì mình nghĩ là cũng phải tìm cách học thuộc bằng cách là học đi học lại nhiều lần thôi. Rồi, thì hôm nay thì kết thúc ở đây nhá.